chương 3420, lại đến sung viêm đạo tràng. Phá nhạc thiên tôn bị ám ảnh tâm lý, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Đương nhiên phá nhạc thiên tôn có thể xa chạy cao bay, thiên hạ lớn vậy, năng lực thăm dò của thất bộ có hạn. Nhưng phá nhạc thiên tôn không chịu nổi mất mặt, đường đường là thất bộ mà nghe tiếng gió liền chạy trốn, lão không chấp nhận mình hèn như thế. Vì phá nhạc thiên tôn sĩ diện nên khó tránh khỏi bị lăng hàn đánh no đòn. Lần thứ 8, lăng hàn xuất hiện, hắn nhìn phá nhạc thiên tôn trợn to mắt ốc biêu, bật cười hỏi. Lão tặc, có phải người bị hành sinh ra khoái cảm? Không trốn ngược lại ở đây chờ ta. a à, không ngờ lão tặc là loại người như thế. Phá nhạc thiên tôn gầm lên. Tiểu tặc, người đừng kiêu ngạo. Chờ bồn tọa đẩy lực lượng vị diện đến siêu cao đẳng sẽ khiến người máu nhuộm ngũ bộ. Lang hàn khịt mũi, thật là nằm mơ. Đừng tưởng rằng lấy được mấy vị diện từ chỗ phong vô định là cảm giác mình lên trời rồi. Vị diện siêu cao đẳng, Ngươi tưởng tượng thật hay, thôi, ta lười đánh loại người biến thái như ngươi, hôm nay là lần cuối, đỡ khỏi phải ta ghê tởm. Phá Nhạc Thiên Tôn tức chết, rõ ràng lão bị đánh nhưng tại sao lão thành biến thái khiến người tởm. Thằng nhãi này thật độc mồm, Phá Nhạc Thiên Tôn giống to, bùng nổ hết sức muốn chuyển bại thành thắng một lần. Nhưng đã định trước chỉ là công dã tràng, rất nhanh Phá Nhạc Thiên Tôn bị Lăng Hàn đè đầu đánh. Đánh Phá Nhạc Thiên Tôn no đòn rồi Lăng Hàn nói, "Lão tặc, lần sau đừng mong đợi." ta sẽ không đến nữa. Mong đợi bà nội ngươi, phá nhạc thiên tôn rủa thầm trong bụng, nhưng lòng có chút cảm giác giải thoát. Mợ nó, cuối cùng không còn bị đánh nữa. Dù phá nhạc thiên tôn có khí lực vô địch, không hỏng bất hủ, nhưng lão cần ra mặt. Phá nhạc thiên tôn giết qua kẽ răng, nhãi danh, ngươi chờ đấy. Thù này bản tôn ghi nhớ, sẽ trả cho ngươi. Cần phải bày tỏ thái độ, không thì phá nhạc thiên tôn sẽ bứt sức trong lòng. lang Hàn lạnh nhạt nói, lần sau thì không dễ vậy đánh phá nhạc mấy lần khiến tâm tình của lăng hàn siêu tốt dường như bình chướng cảnh giới hơi thả lỏng có lẽ đánh xong năm lão tặc là hắn sẽ bước vào lục bộ khi đó vị diện của hắn sẽ đến thượng cao đẳng lực lượng không biết tăng vọt bao nhiêu lần thất bộ chỉ là rác rưởi lăng hàn quay đi để lại bóng lưng thon dài cho phá nhạc thiên tôn lão tặc thừa dịp còn mấy ngày được sống hãy hưởng thụ thời gian tự do đi vì tiếp theo ngươi sẽ trở thành tù nhân của ta phá nhạc thiên tôn nhìn bóng lưng lang hàn khuất xa nỗi lòng phức tạp một ngũ bộ nho nhỏ mà có thể làm lão hụt hơi thế này nếu lang hàn trở thành lục bộ thì sao thậm chí là thất bộ phá nhạc thiên tôn lắc đầu vực dậy tinh thần khỏi cơn suy sụp lão là thất bộ dù nguyên thế giới tan vỡ cũng không cách nào giết chết sao có thể tiêu cực vậy được chỉ cần thôi diễn vị diện mức tận cùng nhất định có thể được thực lực càng mạnh khi đó lão chắc chắn có thể chấn sát lang hàn nhất định Lăng Hàn trở lại hội hợp với nhóm nữ hoàng rồi quyết định rời khỏi. Không thể cứ chăm chăm đánh phá nhạc, vậy là không công bằng. Mưa móc phải giải đều đúng không? Đoàn người xuất phát đi đạo tràng của sung viêm, khoảng cách rất xa nhưng Lăng Hàn đi hết sức, chỉ hơn 10 ngày bọn họ đã đến gần sung viêm đạo tràng. Đây là một tòa thành lớn, sung viêm đạo tràng nằm ở ngoài thành mấy vạn dặm. đối với tiên vương thì đi không lâu nên tính ra khá gần. Mọi người nghỉ ngơi sau đó Lăng Hàn thu họ vào tiên khách cư rồi lên đường. Lần này Lăng Hàn lười chơi từ từ, chỉ vài bước Lăng Hàn đã xuất hiện ở chân núi sung viêm đạo tràng. Lăng Hàn bước nhanh lên núi, bình tĩnh ung dung, sung viêm đạo tràng không đặt ra cấm khu, ai cũng có thể đến. Nhưng ít ai đi lên đạo tràng trên đỉnh núi, vì nơi này có cấm chế sung viêm bày ra, không có năng lực khiêu chiến vượt cấp mạnh thì không thể đi đến cuối. Lăng Hàn cố ý ức chế tu vi cảm nhận loại lực lượng áp chế này. Nhưng sung viêm bày ra cấm chế như vậy chủ yếu vì thử thách tiên vương, không quá mạnh nên dù lăng hàn áp chế tu vi khí lực của hắn được bốn loại lực lượng bản chất rèn luyện có lực lượng vị diện vô tận hắn quá mạnh lăng hàn chắp tay sau lưng từng bước đi lên đỉnh núi a à, người kia làm bộ khoe mẽ giỏi ghê còn chắp tay sau đít nữa ha 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 làm bộ khoe mẽ sẽ bị xét đánh không lâu sau tên đó chắc chắn sẽ bỏ thôi ta cá với người tên này bò lên cũng không nổi sẽ nằm liệt tại chỗ dọc đường có người lao nhao bàn tán chỉ cần có thể thành công đi đến đỉnh núi là sẽ được một tín vật, tránh khỏi bị áp chế, về sau đến đi tự nhiên. Nên trừ người muốn bái vào đạo tràng ra những người khác đi ung dung. Mau nhìn mau nhìn, đó là ai đến? Phô trương quá, nhiều người dọc đường núi nhìn xuống chân núi, một chiếc xe ngựa siêu hào hoa chạy nhanh lên. Hào hoa thế nào, vật kéo xe là chín chân long, tiên vương cửu trọng thiên. Ui, không lẽ là thiên tôn đến, không thì sao có tư cách để chín con chân long cửu trọng thiên kéo xe không chỉ vật kéo xe, thùng xe cũng rất xa hoa, tạo bằng tiên kim, có các hoa văn thiên nhiên, rút thái âm thái dương chi khí tụ ngũ hành chi tinh, thật là một thánh địa tu luyện. Có quy tắc diễn hóa vô cùng xinh đẹp, xe ngựa rất nhanh chạy đến chân núi rồi ngừng lại, một thiếu nữ đẹp tựa tiên bước ra từ trong xe. Trên người nàng có nhiều sắc màu kỳ dị quấn quanh, hiển nhiên cũng là một vị tiên vương cửu trọng thiên. Đây là chủ nhân của chiếc xe ngựa, nhưng làm mọi người rất trong mắt là nàng vòng sang bên kia xe ngựa, cung kính mở cửa xe ra mời thiếu chủ tới rồi thiếu chủ ui thiếu nữ này chỉ là một thị nữ mọi người rất giật mình chín con chân long cửu trọng thiên kéo xe một mỹ nữ cửu trọng thiên làm nô tỳ thiếu chủ có lai lịch gì mọi người nhìn chăm chú thấy một nam nhân áo trắng bay bay bước xuống xe ngựa mái tóc đen nhánh mà dậm cuộn chặt ghim bằng đồ cái tóc ngọc bích mặt đẹp như ngọc trong suốt lấp lánh ủa mọi người bị bất ngờ vì người trẻ tuổi chỉ có bảy luồng sáng rực rỡ quấn quanh Tiên Vương thất trọng thiên, kỳ lạ, mới chỉ là thất trọng thiên không đến mức khiến 10 cường giả cửu trọng thiên cam lòng làm phó đi. Ha ha, hắn là Nhan Vô Nguyệt, Nhan Vô Nguyệt, Nhan Vô Nguyệt là ai? A, à, không lẽ là vô thượng thiên tài của Nhan gia? Đúng vậy, này, rốt cuộc các ngươi đang nói về ai? Chương 3421, biết vị đại nhân này là ai không? Ngươi thật nhà quê, không biết cả Nhan Vô Nguyệt, ngươi không biết Nhan thị Ba Thiên Tôn sao? Ui, là Nhan gia đó. Đúng rồi nhan vô nguyệt là hậu nhân xuất sắc nhất nhan gia nghe nói trò giỏi hơn thầy tương lai rất có thể đến tam bộ thậm chí là tứ bộ vượt qua phụ thân thúc thúc tổ phụ của hắn hèn gì người như vậy mà được tiên vương cửu trọng thiên đồng ý đi theo lỡ may mắn không chừng có thể cá vượt long môn bước vào thiên tôn nhiều tiên vương trên đường núi rất là cảm khái tuy bọn họ cũng vượt qua thử thách bái vào sung viêm nhưng nói đến thành tựu thiên tôn có lẽ một hai người trong số họ sẽ thành công còn người như Nhan Vô Nguyệt sinh ra đã định trước tương lai sẽ thành đại nhân vật, tốt số khiến người ghen tị. Môi Nhan Vô Nguyệt treo nụ cười, thoạt trông bình dị gần gũi nhưng ánh mắt rất kiêu ngạo, bể nghễ trên cao nhìn xuống. Trong mắt Nhan Vô Nguyệt thì đám người ở đây chỉ là rác rưởi, không có tư cách khiến gã nhìn lâu. Nhan Vô Nguyệt cũng muốn bái vào sung viêm đạo tràng, chẳng phải nói hắn chắc chắn thành thiên tôn sao, ngốc, dù thành thiên tôn cũng chia ra thời gian dài ngắn. Hơn nữa thiên tôn là tồn tại thế nào, làm gì chắc chắn được nếu bái vào môn hạ của sung viêm đại nhân thì chắc chắn rồi còn đến giới hạn cao hơn trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người nhan vô nguyệt lên núi nhan vô nguyệt không cho thị nữ đi theo chín con rồng đã kéo xe đi nhan vô nguyệt từng bước lên núi như đi dạo mạnh quá dưới áp lực như vậy mà không có vẻ gì là vất vả thiên tài có khác không thể không phục he he bên trên còn có một người rõ ràng là cố ý khoe mẽ so với nhan vô nguyệt đã rõ cao thấp mọi người cảm khái cho rằng lăng hàn nhẹ nhàng là làm bộ làm tịch chỉ có nhan vô nguyệt biết gã phải chịu áp lực lớn cỡ nào nhưng vì sĩ diện nên gã cố ý không dốc hết sức ra định làm bộ như mình dư sức ứng đối nhan vô nguyệt thành công niếc ăn hoàng liên có khổ không nói nên lời nhan vô nguyệt tăng tốc độ nếu đi từ từ kiểu này gã sợ mình không chống đến đỉnh núi sẽ thành trò cười nhan vô nguyệt càng đi càng nhanh chốc lát đã đuổi theo lăng hàn ánh mắt nhan vô nguyệt lạnh lùng gã đến bái sư mà còn có kẻ dám chắn đường cút đi nhan vô nguyệt quét hướng lăng hàn định vỗ hắn xuống núi lăng hàn cười khẽ vỗ trưởng đáp lễ bùm nhan vô nguyệt thành hồ lô lăn từ giữa sườn núi xuống không biết lăn bao nhiêu vòng mới ngừng lại dưới chân núi giang rộng tay chân mọi người ai mà ngờ mới rồi nhan vô nguyệt còn bao phủ trong vầng sáng thiên tri kiêu tử chớp mắt chật vật từ trên núi lăn xuống đây là chuyện gì mọi người nhìn nhan vô nguyệt lại ngó lăng hàn tới lui một hồi cuối cùng ngừng lại trên người lăng hàn tiểu tử này quá mạnh mới rồi ai nói hắn làm bộ khoe mẽ cái này gọi là khoe mẽ sao đây là thực lực người ta không hề làm bộ thật sự đi nhẹ nhàng nhìn xem một trường thoải mái hất nhan vô nguyệt xuống núi buồn cười là nhan vô nguyệt chủ động ra tay giờ bị người hất xuống núi cũng là tự làm tự chịu có người bật cười xì đây là thiên kiêu nhất của nhan gia ừm là thiên kiêu ăn phân giỏi nhất đi ha ha tư thế như vậy ta có học cũng không làm được. Đám người này đều có lai lịch lớn, không e ngại hậu đài nhan ra. Ai kêu mới rồi nhan vô nguyệt quá phong cách, phô trương lớn như vậy làm đám người cùng là hậu đại của thiên tôn bị lu mờ, giờ bắt lấy cơ hội không chế nhạo gã mới kỳ. Thị nữ cửu trọng thiên vội đi nâng nhan vô nguyệt, thiếu chủ, nhan vô nguyệt tự bò dậy, mạnh vung cánh tay ra hiệu không cần người dìu. Cút đi, thị nữ cửu trọng thiên nhìn lăng hàn, ánh sáng nhiều màu lấp lánh tràn đầy sát khí. Thiếu chủ, để ta giết hắn nhan vô nguyệt lạnh lùng nói hừ không lẽ ta còn cần ngươi hỗ trợ thị nữ cửu trọng thiên vội đứng sang một bên vâng thưa thiếu chủ dù thị nữ cửu trọng thiên có tu vi cao hơn nhan vô nguyệt cũng không dám nói gì vì nàng là tiên vương được nhan ra bồi dưỡng không có chút bá khí tự tin nhan vô nguyệt nhìn lăng hàn chằm chằm ta xem thường ngươi ý là tuy nhan vô nguyệt bị lăng hàn hất xuống núi nhưng không phải vì thực lực thua kém chẳng qua gã đánh giá sai thực lực của hắn Cộng thêm trên núi có cấm chế, bài xích rất mạnh. Nên Nhan Vô Nguyệt bị Lăng Hàn vỗ một cái, không kiểm soát được sức mạnh mới lăn xuống núi. Cộng thêm lúc trước Nhan Vô Nguyệt vì mặt mũi luôn không vận chuyển tất cả lực lượng, gã không cam lòng. Nhan Vô Nguyệt âm trầm nói, "Lần này ta sẽ cho ngươi máu nhuộm ngũ bộ." Lăng Hàn khẽ thở dài, xoay người lại, "Ta đi đường của ta, liên quan gì ngươi? Ngươi đánh ta, ta chỉ phòng vệ, thế nhưng ngươi hùng hổ dọa người, thậm chí tuyên bố muốn lấy mạng ta?" Mọi người gật gù, Lăng Hàn vốn không chọc vào nhan Vô Nguyệt, toàn do gã tự gây sự, giờ gã vẫn dây dưa không bỏ. Nhan Vô Nguyệt hừ lạnh, ai kêu Lăng Hàn làm gã xấu mặt trước công chúng làm chi? Nhan Vô Nguyệt ngạo nghễ nói, nếu sợ thì lăn xuống núi ngay, quỳ xuống trước mặt bản thiếu chủ xin lỗi đi. Lăng Hàn lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ cảm khái một chút. Nhan Vô Nguyệt âm trầm nói, ha ha ha, vậy thì ngươi chết chắc rồi. Nhan Vô Nguyệt bay lên định tấn công nhưng chợt khựng lại ong 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 một khí thế cường đại từ xa truyền tới tốc độ mau kinh người trong phút chốc mọi người sinh ra rung động mãnh liệt dù là tiên vương cửu trọng thiên cũng không ngoại lệ không tự chủ được muốn quỳ xuống bọn họ vội vàng cương ép chống đỡ nếu quỳ xuống thì còn mặt mũi gì chớp mắt một nam nhân trung niên đạp trời đi đến trông rất bình thường nhưng nam nhân trung niên đứng ngạo nghễ trên trời toát ra đại khí thế chân áp thiên địa tiên vương trên núi hay ở chân núi đều vái lạy bái kiến đại nhân đây là một vị thiên tôn, phụ thân của nhan vô nguyệt, thương nhi tử thật, đích thân đến hộ giá. Người kia, thảm rồi, mọi người nói nhỏ đã vạch rõ thân phận của nam nhân trung niên mới đến. Nhan thư, phụ thân của nhan vô nguyệt, nhị bộ thiên tôn. Nhan vô nguyệt vội hành lễ với phụ thân của mình, phụ thân đại nhân, nhan thư gật đầu, cực kỳ vừa lòng nhi tử của mình, tương lai chắc chắn vượt qua gã, trở thành cường giả số một nhan gia. Trường 3422, ta muốn giết người, người không ngăn cản được nhan thư hỏi sao còn chưa bắt đầu lên núi quy định của sung viêm đạo tràng là tự dựa vào sức mình bò lên núi được sẽ trở thành đệ tử của đạo tràng nhan vô nguyệt lộ vẻ lúng túng không trả lời gã tự biết xấu hổ vì mình bị người đá lăn xuống núi như trái bóng ra thị nữ cửu trọng thiên xen lời đại nhân thiếu chủ bị người ta đánh lén mới đến giữa sườn núi đã rơi xuống nhan thư lộ vẻ tức giận cái gì quá to gan dám đánh lén nhi tử của gã truyền nhân xuất sắc nhất tương lai của nhan gia. Nhan thư âm trầm nói, tính tình y như nhan vô nguyệt. Bản tôn thật muốn xem kẻ nào to gan dám đụng vào nhi tử của ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, mặc kệ đúng sai. Thị nữ cửu trọng thiên chỉ hướng lăng hàn, đại nhân, chính là hắn. Thằng nhãi nà, nhan thư liếc qua lăng hàn liền bị sặc, suýt rụi mắt chứng minh mình nhìn lầm nhưng không dơ hai tay lên nổi. Vì lạnh lẽo bao trùm người gã, khiến gã không thể nhúc nhích một ly đây là sát tinh đó lăng hàn là sát tinh số một thiên hạ chọc vào hắn thì không ai có kết cục tốt phong vô định ghê gớm không được gọi là con trai thiên mệnh của nguyên thế giới đời trước tu ra sức chiến đấu thất bộ kết quả thì sao bị lăng hàn oanh giết sức chiến đấu thất bộ tồn tại mạnh nhất trên trời dưới đất ngươi nói xem lăng hàn có đúng là sát tinh số một thiên hạ không bây giờ nhi tử của gã chọc vào sát tinh này có lẽ nhan ra sẽ bị giết hết nhan vô nguyệt lấy làm lạ hỏi phụ thân đại nhân, phụ thân bị gì vậy? Sao biểu tình kỳ dị như ăn một vạn con ruồi? Bốp, nhan thư dùng mình, chợt xoay người tát nhi tử, nhan vô nguyệt quay mười mấy vòng tại chỗ, răng bay vèo vèo. Nhìn mặt nhi tử thành đầu heo, nhan thư đau nhói lòng, nhưng nhớ đến sự đáng sợ của sát tinh lang hàn thì lòng giả của gã trở nên cứng rắn. Nhan ra không thể vì nhi tử khốn kiếp này bị diệt được. Bốp, 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 nhan thư đánh mặt nhi tử như tét mông, một hơi tát 18 cái. Mọi người xem ngây người, chuyện gì đây? Mới rồi còn hùng hổ đòi báo thù cho nhi tử nhưng giờ thì sao? Ra tay đánh nhi tử, bị chúng ta, thiên tôn mà cũng bị chúng ta. Lạ ơi là lạ, thị nữ cửu trọng thiên đứng bên cạnh sợ xanh mặt, không dám khuyên một lời. Nhan thư âm trầm quát, oát con khốn nạn, người biết vị đại nhân này là ai không? Cái gì, đại nhân, mọi người dùng mình, nhan thư là tồn tại gì? Đường đường là nhị bộ thiên tôn, nhan thư kêu một tiếng đại nhân thì lăng hàn là loại tồn tại nào? nhan vô nguyệt ngơ ngác nhìn phụ thân của mình người đó là ai mà làm phụ thân đánh gã mọi người vãnh tai rất tò mò thân phận của lăng hàn nhan thư nói đó là lăng hàn lăng đại nhân nhan thư vỗ sau gáy nhan vô nguyệt quát còn không bái kiến lăng đại nhân không đợi nhi tử nói chuyện nhan thư đã trước tiên vái lăng hàn chắp tay chào tiêu thư bái kiến lăng đại nhân thiên tôn tuy cao cao tại thượng nhưng lăng hàn quá mạnh nhan thư phải tự biết vị trí của mình nhan vô nguyệt chắp tay hành lễ bái, bái kiến lăng đại nhân, nhan thư xanh mặt, càn rỡ, còn không quỳ xuống cho ta, ngươi tưởng mình là ai, nhan vô nguyệt không muốn, đối phương làm gã mất hết mặt mũi, phụ thân không báo thù cho gã thì thôi đi còn bắt gã quỳ xuống hành lễ. Chỉ là thiên tôn chứ gì, nhan ra có ba thiên tôn. Nhan thư quay đầu lườm một cái, thấy nhi tử cứng ra đầu bướng bỉnh như con lừa làm lòng gã lạnh lẽo. Người đang tìm chết, thậm chí hại chết nguyên nhan ra. Nhan thư đá vào nhượng chân của nhan vô nguyệt, sức mạnh làm xương chân gã nát quỳ xuống nhi tử vô dụng kêu người quỳ xuống không nghe thấy sao nhan thư run giọng nói xin lăng đại nhân thứ tội lang hàn cười khẽ nhi tử của ngươi muốn giết ta nhan thư suýt tắt thở khuyển tử vô tri xin đại nhân nghĩ tình hắn trẻ người non giả tha cho con đường sống ta ta thay hắn xin tội hướng đại nhân đôi chân nhan thư mềm nhũn định quỳ xuống lang hàn giơ tay nâng nhan thư khựng người lại nhan thư thầm mừng không lẽ Lang Hàn chịu nương tay? Lang Hàn nói, ngươi không có đắc tội ta, không cần quỳ. Lang Hàn nhìn thẳng Nhan Thư, tại sao ngươi không đi chiến trường vực ngoại? Mợ nó, chẳng phải ngươi cũng không đi sao? Nhan Thư chỉ dám rủa thầm trong bụng, gã cao mày ấp úng. Tại sao Nhan Thư không ở trong chiến trường vực ngoại? Đơn giản thôi, khi biết năm trí tôn nhóm xung viêm rời đi thì nhiều thiên tôn mất ý nghĩ liều mạng, nhiều người âm thầm chạy trốn miễn cuộc chiến sân nhà chưa tan tác thì huyền mạc vị diện sẽ không thật sự bị công chiếm có thể chống đỡ thật lâu nhan thư ngẫm nghĩ thực lực của tài hạ có hạn ở lại chiến trường vực ngoại cũng không giúp được gì lang hàn cười cười vậy sao lang hàn không so đo vì hắn cũng không đi chiến trường vực ngoại không có lập trường chỉ trích đối phương hơn nữa năm trí tôn nhóm sung viêm còn chạy thì lấy gì trói buộc người khác lang hàn nhìn hướng nhan vô nguyệt chuyện nào ra chuyện đó người không đắc tội ta không cần quỳ nhưng nhi tử của ngươi muốn giết ta, chuyện này không bỏ qua được. Nhan thư biến sắc mặt hét lên, đại nhân, đây là hậu đại xuất sắc nhất của nhan gia, tương lai rất có thể thành tam bộ thậm chí là tứ bộ thiên tôn, gánh hy vọng của nhan gia. Nếu không đã chẳng đưa nhan vô nguyệt đến sung viêm đạo tràng tu luyện, chỉ vì muốn lên tầng cao hơn. Nhan vô nguyệt nhảy cẫng lên, có nguyên lực chống đỡ thì gãy xương cũng chẳng sao. Nhan vô nguyệt chỉ vào lăng hàn quát, người quá kiêu ngạo, nhan gia ta có ba vị thiên tôn, hơn nữa đây là đạo tràng của sung viêm đại nhân, người cản rỡ trước mặt sung viêm đại nhân thật là gan to bằng trời. Nhan thư không nói nữa, Lăng Hàn đã nổi sát ý, gã khuyên được sao? Nhi tử nói đúng, đây là đạo tràng của sung viêm thiên tôn, đối phương sẽ trơ mắt nhìn Lăng Hàn hành hung trên địa bàn của gã sao? Lăng Hàn phất lờ lời uy hiếp của Nhan Vô Nguyệt, nói. Người muốn giết ta và còn thực hiện, đối với loại người như vậy ta luôn chỉ có một cách giải quyết. Lăng Hàn ra tay, ầm lực lượng vô cùng ngưng tụ hóa thành bàn tay to ngập trời đánh ra từ giữa sườn núi ấn hướng nhan vô nguyệt. Giọng sung viêm từ đỉnh núi vọng xuống, lăng hàn, người dám hành hung trước mặt bản tôn, thật là gan to bằng trời. Nhanh hơn thanh âm là bàn tay to kịp lúc đè tay to của lăng hàn xuống. chương 3423, gỡ chiêu bài. Âm, thiên địa chấn động, không gian vỡ nát như các lớp thủy tinh, hư không dễ dàng bị xé rách, bão năng lượng tuôn ra điên cuồng tàn phá. Thất bộ khai chiến, dù chỉ tùy tay đánh cũng vô cùng khủng bố nhan vô nguyệt hưng phấn sung viêm trí tôn quả nhiên ra tay cứu gã nhưng nhan thư càng sợ hơn vì sung viêm thiên tôn chỉ có thể hóa giải một kích của lang hàn chứ không thể giết hắn nếu bị lang hàn ghi hận thì phải làm sao bị sức chiến đấu thất bộ truy sát nhan ra làm sao hóa giải không lẽ kêu sung viêm luôn canh chừng nhan ra Mơ tưởng viễn vông lang hàn cười khẽ hắn không phật lòng chỉ nói người mà lang hàn ta giết ngươi không cứu được Xung viêm từ xa đi đến, toát ra bá khí vô tận. Càn rỡ, lang hàn hét lên lao vào xung viêm, hắn đã vận chuyển toàn bộ ký hiệu lục lưu, tăng phúc cao gấp 3.000 lần đánh vào gã. Xung viêm cười nhạt, vô dụng, lực lượng mạnh đến mức nào cũng không thể tổn thương được gã. Bùm, một đấm oanh kích, xung viêm bị đánh bay ra ngoài, nhưng thất bộ không hỏng bất diệt, đòn này không tổn thương gã được. Tuy nhiên xuất hiện cảnh tượng làm xung viêm giật mình, trước mắt tối sầm, gã tiến vào một mảnh hư không nguy rồi sung viêm thầm la lên hóa ra mục đích cú đấm của lăng hàn là đánh gã vào hư không tạm thời trục xuất gã đối phương bất giác mở ra khe hở không gian đẩy gã vào lăng hàn đứng ở khe hở hư không vẫy tay với sung viêm lão tặc ở trong đó chơi chút đi lăng hàn khép hư không lại cái này không nhốt sung viêm được lâu nhưng hắn cũng không cần quá lâu lăng hàn xoay người nhìn nhan vô nguyệt nhan vô nguyệt run cầm cập gã tuyệt đối không tưởng tượng được chuyện này thất bộ trí tôn mà không thể trấn áp được lăng hàn. Xong, tiêu đời, tiên vương khác vô cùng giật mình, ai mà ngờ nhan thư chẳng những không thể trấn áp lăng hàn, sung viêm cũng không làm được. Đây, cũng là một vị thất bộ trí tôn sao, rốt cuộc nhan vô nguyệt cam lòng quỳ xuống. Xin, xin đại nhân tha mạng, gã dám tấn công một vị thất bộ trí tôn. Lúc trước Lăng Hàn chỉ đánh nhan vô nguyệt rất xuống núi chứ không oanh sát ra bã là đã rất nương tay. Người không biết vô tội, đùa, hoàng đế trần gian vi hành nếu bị người nhục nhã chẳng lẽ chỉ cười bỏ qua sao? Người thường còn như vậy chứ nói gì thất bộ trí tôn, đó là đế vương thật sự, bá lăng tuyệt thế. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn nhan vô nguyệt, vỗ một trường, gã thành mưa máu. Nếu không phải thực lực của Lăng Hàn mạnh thì chẳng phải là hắn bị nhan vô nguyệt hất xuống núi, bị oanh sát sao? Mọi người rất ngạc nhiên, thất bộ trí tôn ra tay mà không cách nào ngăn cản Lăng Hàn. Ui, tiểu tử này mạnh đến mức độ nào? Người lúc trước cười nhạo Lăng Hàn càng ước gì đào hố chôn mình, hy vọng hắn đừng thấy mình. Lăng Hàn vẫy tay một cái là có thể oanh sát bọn họ ra bã. Lăng Hàn không định đại khai sát giới, hắn không hẹp hòi như thế. Sung Viêm chắc cũng sắp đi ra, bùm, quả nhiên hư không vỡ ra, một bóng người rực cháy lửa giận lao ra. Là Sung Viêm, Sung Viêm quét mắt qua, đã phát hiện Nhan Vô Nguyệt bị Lăng Hàn oanh sát, lửa giận càng hừng hực, mắt phun ra lửa như muốn đốt cháy thiên địa này. Nóng quá ta à, sắp bị đốt rồi, các tiên vương xung quanh đều kinh hoàng, thất bộ quá mạnh, một ý niệm có thể dẫn đến quy tắc cao nhất sôi trào, tương đương với vô số tiên vương cửu trọng thiên oanh kích. Có tiên vương nào chịu nổi, mấy tiên vương cấp thấp bị đốt thành cho, đa số tiên vương dốc sức ngăn cản, nhưng có thể đối kháng bao lâu. Lăng hàn hú dài lao vào sung viêm, bùm một tiếng đánh gã bay vào hư không. Sung viêm biến mất khỏi vị diện này, lửa nóng cháy biến mất. Số tiên vương còn sống thở phào nhẹ nhõm, mừng vì sống sót sau tai nạn bọn họ nhớ đến sung viêm hoàn toàn không quan tâm sự sống chết của họ ngang nhiên đánh nhau lăng hàn tuy là người khiêu khích nhưng vào phút then chốt đã cứu họ đánh sung viêm bay vào hư không khiến bọn họ tránh khỏi xui xẻo bị quy tắc lửa đốt thành cho phải chăng họ nên cảm kích lăng hàn tâm tình của bọn họ rất phức tạp không biết nên làm sao trong hư không lăng hàn và sung viêm đã đánh túi bụi bùm 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 lăng hàn chưa bùng nổ hết sức chỉ đấu mấy chiêu rồi thoát ra hư không, xài bước vào tới sung viêm đạo tràng, vươn tay chộp. Chiêu bài của sung viêm đạo tràng vào tay lăng hàn, sung viêm đã rửa tới, bàn tay đao chém ra muốn chém rơi lăng hàn. Lăng hàn cười to bảo, lão tặc, tiểu gia sẽ giữ chiêu bài rách nát này dùm ngươi trước, muốn lấy lại thì đuổi theo ta đi. Sung viêm tức giận quát, càn rỡ, sung viêm không chút suy nghĩ đuổi theo lăng hàn. Chiêu bài không đáng tiền nhưng nó đại biểu mặt mũi của sung viêm, nếu bị Lăng Hàn lấy đi treo trước cửa nhà vệ sinh nào đó thì sẽ để tiếng xấu muôn đời. Sung Viêm không sợ gì, thất bộ trí tôn có khí lực vô địch, gã không lo Lăng Hàn sẽ đào hố gải bẫy. Sung Viêm hét to, nhanh như tia chớp, khốn nạn, bản tôn muốn bầm thây ngươi ra, ầm 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 ầm, dọc đường Sung Viêm đi qua không gian bị chấn nát, may mắn Lăng Hàn bay khá cao, không gian vỡ tan không bị thương người, vị diện vốn có năng lực khép lại rất mạnh, giây lát sẽ bình lặng trở lại. Lăng Hàn bay nhanh đi, không đánh nhau với Sung Viêm. Hai người một trước một sau bay hơn 10 ngày thì Sung Viêm thấy kỳ kỳ. Vì đây là chỗ của Bắc Đầu Thiên Tôn, tại sao tiểu tặc tìm đến đây? Vẻ mặt Sung Viêm Thiên Tôn đầy kinh ngạc, không lẽ tiểu tử này muốn chọc luôn Bắc Đầu? Sung Viêm muốn nhắc nhở Bắc Đầu đi ra giáp công Lăng Hàn, nhưng bọn họ đã là đẳng cấp thất bộ, trong khi cắm đầu chạy thì có thứ gì mau hơn được. Dù Sung Viêm Thiên Tôn có hét to thì thanh âm sẽ không vượt qua Lăng Hàn, thần thức cũng không được. Veo veo, hai người bay nhanh như thoi đưa, bắt đầu đạo tràng, có ít nhất mấy trăm tiên vương ngồi xếp bằng trong đạo tràng, một quả cầu ánh sáng lấp lánh bên trên, thường bay lên một chút tỏa ra hơi thở huyền diệu. Đám tiên vương đang tham ngộ, vì đây là thủ đoạn bắt đầu thiên tôn bày ra, chỉ cần lĩnh ngộ mộ một chút là có thể khiến bọn họ hưởng thụ vô cùng. Có người cười lớn, ha ha, ta đột phá, ầm, mây sấm cuồn cuộn, thiên kiếp đột nhiên đến, các tiên vương khác không dám khinh thường, miễn mình không chủ động ra tay thì thiên kiếp sẽ không hại vô tội, nhưng đứng trong trung tâm bão táp khiến họ thầm run. A, à, mọi người cảm nhận cảm giác nghẹt thở cực mạnh ập đến làm họ muốn nằm sấp xuống. Chương 3424, người đến đông đủ, bắt đầu đánh. Này, từ khi nào thiên kiếp trở nên lợi hại dữ vậy? Tiên Vương Độ Kiếp ngây người, gã sắp độ thiên kiếp khủng bố vậy sao? Đứng còn không thẳng nổi thì lấy gì độ kiếp? Chợt một bóng người đáp xuống, áo xanh tiêu sái nổi bật. Lăng Hàn phất tay, chiêu bài của bác đầu đạo tràng rơi vào tay hắn. Lăng Hàn cười to bảo, bác đầu lão tặc, chiêu bài của ngươi bị ta gỡ rồi, muốn lấy về thì đuổi theo ta. Ngay lúc này thiên kiếp đầu tiên vừa giáng xuống, Lăng Hàn đánh một đấm, cút, bùm, tia chấp bị đánh tan, quyền lực vô tận bay ngược lên trời đánh nát mây sấm. Thiên kiếp tan biến, mọi người, ong 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 ong, lại một hơi thở đáng sợ ập đến, sung viêm đuổi đến nơi, Lăng Hàn thét dài, ha ha ha. Mau đến đây, mau đến, Lăng Hàn lắc người bước ra một bước đã biến mất ở phương xa. Vèo, một bóng người vụt qua sau đó bay thẳng về phía chân trời. Trong khoảnh khắc bùm một tiếng núi nổ, một bóng người lao ra, lửa giận cháy hừng hực như đốt trời nấu đất. Bắt đầu thiên tôn tức giận quát, Lăng Hàn khốn kiếp, bắt đầu nhảy vọt lên đuổi theo Lăng Hàn. Sung viêm hơi chậm lại chờ bắt đầu thiên tôn đuổi kịp. Bắt đầu thiên tôn hỏi, sung viêm, sao ngươi cũng truy kích tiểu tặc này? Sung viêm đỏ mặt, gã có thể nói là mình đuổi theo hơn 10 ngày, chẳng những chiêu bài đạo tràng của mình bị lăng hàn gỡ còn không kịp ngăn cản hắn tiếp tục gỡ chiêu bài của bác đầu. Xung viêm đánh chống lảng, theo bản tôn đoán tiểu tặc chắc chắn sẽ đi chỗ bán nguyệt hoặc huyền vũ. Bắt đầu thiên tôn nhướng mày, tiểu tử này thật là gan to bằng trời, cả nhóm chưa đi tìm hắn tính sổ mà hắn đã trước tiên chạy đến kéo thu hận. Bắt đầu lạnh lùng nói, hừ, chỉ là ngũ bộ tầm thường, âm. Uhm, hai trí tôn dốc hết sức ra muốn đuổi theo lăng hàn, dù không giết được tiểu tử này cũng phải đánh hắn thành bao cát. Hai trí tôn liên hợp thì rất có thể làm được, bọn họ cắn răng đuổi theo, lần này tuyệt đối không bỏ qua. Chiêu bài đạo tràng của mình rơi vào tay người khác thì bắt đầu, sung viêm còn mặt mũi nào lăn lộn. Vù 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 vù, ba cường giả xuyên qua bầu trời dẫn đến thiên biến, phàm nhân ngước đầu lên sẽ thấy bầu trời bị xé mở lộ ra không gian tối om. Lại hơn 10 ngày sau, lăng hàn xuất hiện ở vùng đất lạnh giá nơi đây là đạo tràng của bán nguyệt thiên tôn hai trí tôn sung viêm bắt đầu nói thầm trong bụng quả nhiên không ngờ lăng hàn chạy đến đây tiểu tử này thật là gan to bằng trời muốn một hơi chọc tức cả năm trí tôn sao lăng hàn quay đầu đánh một đấm hai lão tặc các ngươi biến sang bên hóng mát đi ầm um, hư không bị lăng hàn đánh mở vừa lúc sung viêm bắt đầu xông lên bị hắn đẩy vào không đợi hai trí tôn sông ra lăng hàn đã bùng nổ một kích sốc hết sức đẩy hai người trở về Lăng Hàn tùy tay khép lại khe nứt không gian, chắc có thể nhốt hai trí tôn trong mười mấy giây, đã đủ. Pheo, Lăng Hàn nhảy người lên chỉ vài bước đã đến nơi. Bán nguyệt đạo tràng, bán nguyệt thiên tôn không tỏa chấn trong đạo tràng, gã có thân phận thế nào? Ngẫu nhiên hiển hóa chỉ điểm cho đám tiên vương tu luyện đã là đại ân đại đức. Lăng Hàn tràn ngập lực phá hoại, người lao xuống mang theo trùng kích cực kỳ mạnh. Khi đáp xuống đạo tràng, xung lực lấy Lăng Hàn làm trung tâm bắn đi bốn phương tám hướng. bùm 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 bùm, nguyên đạo tràng thành đống phế tích, tiên vương ở bên trong như bù nhìn bị chấn bay lên, không chút sức chống cự, vẻ mặt ngu ngơ. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn cười lớn thò tay phải ra, khi rút về đã cầm một tấm biển. Chiều bài của bán nguyệt đạo tràng cũng vào tay, Lăng Hàn cười to bảo, bán nguyệt lão tặc, còn không mau đi ra bái kiến ra ra của ngươi. ầm um, hơi thở đáng sợ tràn đê, bán nguyệt thiên tôn xuất hiện từ phương xa, một bước đạp trời, một bước chấn đất, bá tuyệt đương thời. Bán Nguyệt Thiên Tôn lạnh lùng nói, đồ lốn, người dám leo lên đầu bản tôn, chán sống rồi, lăng hàn hùa chiêu bài trong tay, nghênh ngang nói, mặt mũi của ngươi đã rơi vào tay tiểu ra, muốn lấy về thì đuổi theo ta. Bán Nguyệt Thiên Tôn định nói gì nhưng chợt khựng lại, gã cảm ứng hai hơi thở vô cùng mạnh mẽ đang đến gần. Không thua gì gã, thất bộ, bán Nguyệt Thiên Tôn dương mắt nhìn qua, thấy hai trí tôn sung viêm, bắt đầu từ xa lao nhanh đến. Bán Nguyệt Thiên Tôn trầm ngâm hỏi, các ngươi, Xung viêm trầm giọng nói, lo chấn áp tiểu tử này trước đã. Được, ba trí tôn cùng lao vào Lăng Hàn, mỗi người tràn ngập tức giận. Lăng Hàn cười to bảo, đuổi theo ta đi, nếu đuổi kịp tiểu ra sẽ nhận các ngươi làm con nuôi. Lăng Hàn xoay người bỏ chạy, tốc độ mau kinh người. Ba trí tôn tức xì khói, đối thủ của họ toàn là nhân vật mạnh nhất thiên hạ, tự trọng thân phận, chưa gặp ai vô sỉ như Lăng Hàn. Cố tình bọn họ không thể đuổi kịp Lăng Hàn, không thể bắt lấy tiểu tử này oanh sát ra bá nhưng chiêu bài của mình bị gỡ bỏ, nhịn được không? Đuổi theo, bọn họ đuổi sát sau mông lăng hàn, phỏng chừng tiểu tử này sẽ đi tìm huyền vũ hoặc phá nhạc. Rượt bắt một lúc sau bọn họ khẳng định điểm đến là huyền vũ. Qua hơn 10 ngày, lăng hàn đã đến gần đạo tràng của huyền vũ thiên tôn. Nếu là ba trí tôn thì, lăng hàn lắc đầu, hắn không thể cùng lúc trục xuất đám sung viêm vào hư không được. Thôi kệ, đánh nhanh rút gọn, veo, lăng hàn một bước rơi xuống như sao băng rơi. Lăng Hàn đáp xuống đất làm đất rung bần bật, đạo tràng đằng trước nháy mắt bị chấn sập. Các tiên vương lão đảo bay ra ngoài, trùng hợp là Huyền Vũ Thiên Tôn có mặt trong đạo tràng, gã hừ lạnh vung bàn tay to đánh Lăng Hàn. Lăng Hàn thở dài, cứng rắn đỡ một kích với đối phương. Bùm, lực lượng khủng bố sôi trào, bầu trời bay đầy mảnh nhỏ kiến trúc bỗng thành bột phần. Ai, chiêu bài cũng nát rồi. Lăng Hàn lắc đầu tiếc nuối, hắn định gom chiêu bài đạo tràng của năm chí tôn sau đó treo ngoài nhà vệ sinh, tưởng tượng đã thấy phong cách rồi, không chừng sẽ có tiên vương cố ý chạy tới chút bầu tâm sự. Vèo vèo vèo, ba trí tôn xung viêm, bắt đầu, bán nguyệt đã rượt tới nơi. Bây giờ có bốn thất bộ, trận thế đáng sợ kinh người. Lăng Hàn cười lớn xoay người chạy, nào nào, đến đây đuổi theo ta đi các cháu. Huyền Vũ Thiên Tôn ra tay muốn giữ Lăng Hàn lại, đừng hòng đi, đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng đẹp. Lăng Hàn đi nhanh, bốn trí tôn đuổi theo không bỏ mươi 3425, lần lượt trà đạp. Tiểu tử này nhất định đến chỗ phá nhạc, ăn gan thiên tôn rồi, một hơi chọc năm người chúng ta. Dù hắn có phòng ngự thất bộ cũng phải từng chút một hao hết lực lượng của hắn, chấn áp đến chết. Bốn trí tôn nổi điên, chưa bao giờ có ai dám nhục nhã bọn họ như vậy. Nếu không thể bầm thây lăng hàn ra thì sau này bọn họ khỏi phải lăn lộn nữa. Âm sức chiến đấu mạnh nhất cõi đời xuyên toa, lăng hàn một đường đi qua bốn đạo tràng của sung viêm, bắt đầu, bán nguyệt, Huyền Vũ sau đó trở về phá nhạc, đạo tràng của năm trí tôn không nằm trên một đường thẳng. Bởi vậy khi Lăng Hàn trở về chỗ phá nhạc không cần tính tổng số chặng đường, chỉ khoảng 10 ngày hắn đã đến chỗ phá nhạc. Lăng Hàn cười to bảo, lão tặc, tiểu gia lại trở đến đây, không mau đi ra tiếp giá. Lăng Hàn đấm xuống đất, trong phút chốc trời sụp đất nứt, phá nhạc bay ra đứng trên không trung. Khốn kiếp, ngươi còn dám trở về, chẳng phải ngươi nói đi rồi sao, tại sao trở lại, Lăng Hàn cười gian nghĩ tới nghĩ lui ăn hiếp ngươi là sướng nhất nên tranh thủ về nhanh thăm ngươi. Phá nhạc thiên tôn tức giận quát, đáng giận, phá nhạc thiên tôn định ra tay nhưng thấy bốn bóng người bay đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, ma sát kịch liệt làm quanh người họ rực cháy ngọn lửa. Sung viêm, bắt đầu, bán nguyệt, huyền vũ, ui, phá nhạc thiên tôn lập tức hiểu ra mấy ngày nay lăng hàn đi thăm bốn bạn già, chọc giận bọn họ. Năm trí tôn đứng chung với nhau rồi tản ra bao vây lăng hàn lại. Bán nguyệt thiên tôn lạnh lùng nói, nhãi danh, hôm nay phải trấn áp ngươi, năm người liên hợp lại tuyệt đối có thể trấn áp bất cứ thất bộ nào. Lăng Hàn xé rách hư không bước vào, tiểu gia không nói nhảm với kẻ chỉ biết khoác lác, đám sung viêm đuổi theo Lăng Hàn nhiều ngay làm sao cho phép hắn bỏ chạy. Bọn họ đuổi theo vào hư không, bám sát Lăng Hàn, dù hắn đi đâu là họ theo đó, quyết đánh nát hắn. Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ là Lăng Hàn đi vào hư không rồi không rời đi mà đứng ngạo nghễ. Lăng Hàn bẻ ngón tay, đằng đằng sát khí nói, năm con rùa già, chúng ta đến tính sổ đi. Rốt cuộc gom năm lão tặc lại một chỗ, vậy thì chơi thôi. Lăng Hàn ra tay, người hóa thành luồng gió lao vào sung viêm. Như đám đại hắc cầu nói, hắn không thể luôn chỉ nhằm vào phá nhạc, làm người phải công bằng, mưa móc tới đều. Lăng Hàn lao đến gần, sung viêm cười lạnh giơ bàn tay đau lên, gã không hề sợ hãi. Lão tặc, chuẩn bị kinh ngạc đi, Lăng Hàn bỗng vận chuyển toàn bộ ký hiệu lục lưu. ầm, um, lực lượng của Lăng Hàn bỗng chốc tăng vọt 3.000 lần, lực lượng vị diện khuếch tán khiến lực lượng của hắn đến đẳng cấp nhiên áp đỉnh thất bộ. Bùm, Lăng Hàn đánh ra một đấm làm lệch bàn tay đao của sung viêm, không đỡ nổi cú đấm hùng hổ đấm vào mặt gã. Sung viêm bay ra ngoài giống như diều đứt dây. Cái gì, ba trí tôn bắt đầu, bán nguyệt, huyền vũ cực kỳ kinh ngạc, không ngờ sức chiến đấu của Lăng Hàn đến độ cao như vậy. Quá đáng sợ, sung viêm bị yếu thế về lực lượng, mà còn không phải chỉ một chút. Chỉ có phá nhạc thiên tôn đã sớm dự đoán được, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc không chỉ một mình lão xui xẻo. Chỉ ngây ra một lúc rồi bốn người bắt đầu thiên tôn vội lao lên, không thể trơ mắt nhìn lăng hàn hành xung viêm. Nhưng bốn người cùng lên thì sao? Hiện tại lực lượng của lăng hàn hoàn toàn nghiền áp, năm trí tôn hợp sức cũng không đánh lại. Bùm 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 bùm, sung viêm thành bao cát, lăng hàn một cú thang long quyền đánh xung viêm bay lên trời, đá một cái làm gã rất nhanh xuống. xung viêm gầm giống, gã là thất bộ chí tôn, giờ bị no đòn trước mặt người khác thì sao chịu nổi. Lang Hàn cười nói, đừng khó chịu, người không phải người đầu tiên. Bốp, Lăng Hàn giơ chân đá ngay giữa hai chân của sung viêm, đạp rất mạnh đá bay gã. May mắn khí lực của thất bộ không hỏng, không thì bây giờ trứng của sung viêm đã nát bấy. Dù vậy đám bác đầu thiên tôn không kiềm được kẹp chặt hai chân, cảm giác trứng hơi bị đau. Phá nhạc thiên tôn đồng cảm, lão không chỉ một lần bị đá trúng trứng. Lăng Hàn liếc qua bác đầu, huyền vũ, bán nguyệt thiên tôn. Người tiếp theo, tại sao không nhìn phá nhạc? Ba người bắt đầu nhớ lời Lăng Hàn đã nói, lòng máy động. Không lẽ phá nhạc là người bị hại đầu tiên? Ba người ánh mắt đồng tình nhìn phá nhạc, bọn họ đã thấy tận mắt sung viêm bị trà đạp, bộ dạng rất thảm. Phá nhạc đỏ mặt quát, sao các người nhìn bản tôn? Lăng Hàn cười lớn lao vào bắt đầu, chọn ngươi, hiện tại Lăng Hàn quá mạnh, dù là đỉnh thất bộ cũng không thể ngăn cản. Bắt đầu không cam lòng chịu nhục, vận chuyển tất cả ký hiệu nhất lưu, và tám vị diện. Quả nhiên Lang Hàn cũng nắm giữ nhiều vị diện hơn. Lang Hàn đã khẳng định bọn họ dùng cách gì đó chia chắc vị diện trong người phong vô định. Nhưng sao làm được, bùm, chỉ một kích bắt đầu đã bị đá bay, dù ba huyền vũ trí tôn cố gắng hết sức giúp đỡ cũng vô dụng. Lúc này sung viêm lao về, mái tóc sung viêm dựng đứng, đã tức điên, tiểu bối chết tiệt, Lang Hàn cười khẩy nói. Ngươi gài khú đế đúng là nên chết đi, còn ta thì ngươi khỏi phải lo, ngươi sẽ không thấy được ngày đó. Bùm 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 bùm, Lăng Hàn bị năm trí tôn vây công, hắn đột nhiên lao lên đánh bắt đầu. Sau bắc đầu thiên tôn là huyền vũ thiên tôn, tiếp theo là bán nguyệt thiên tôn. Lang Hàn rất công bằng, mỗi thiên tôn đều bị đánh bầm dập, mưa móc tới rều, không có nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn chỉ có một canh giờ bùng nổ, không thì đánh mỗi thiên tôn ba ngày ba đêm không đủ hết giận. Đương nhiên Lăng Hàn không đánh phá nhạc nữa, lúc trước đánh liên tục 8 lần đã đủ. Lăng Hàn thỏa mãn nói, các lão tặc, lần sau gặp lại sẽ không đơn giản như vậy. Chút ra bực tức khiến Lăng Hàn như được giải phóng, giải thoát, tâm linh bay lên độ cao khác. Lăng Hàn tin tưởng sau đợt bế quan này chắc chắn sẽ đột phá lục bộ. Lăng Hàn lập tức xé rách hư không rời đi, tiểu tặc đừng hòng đi, nam trí tôn vội vàng truy kích, nhưng Lăng Hàn còn sót sự uy, một đấm dễ dàng đẩy lùi bọn họ sau đó hắn ung dung đi. Chờ mắt nhìn Lăng Hàn xé rách hư không rời đi, nam trí tôn chỉ biết dương mắt nhìn không có tọa độ vị diện thì bọn họ không thể thoát khỏi hư không, đành trở về từ đường cũ. Năm trí tôn đứng lại, hai mặt nhìn nhau, không nói nên lời. Một lúc lâu sau bán nguyệt thiên tôn lên tiếng, tiểu tử này là họa ngầm lớn, chương 3426, lục bộ, kỳ lạ, trong tin tức chúng ta có được phong vô định là con của thiên mệnh, chỉ có hắn mới giết được cuồng loạn. Nhưng nhìn tiểu tử này yêu nhiệt dường như có khả năng oanh sát cuồng loạn lớn hơn phong vô định, cứ nghĩ sau khi phong vô định chết kế hoạch của chúng ta không cách nào thực hiện, nhưng ngoài ý muốn được chút bí mật từ người phong vô định, có nhiều lực lượng vị diện hơn. Điều này liên quan đến sau khi nguyên thế giới hủy diệt chúng ta có thể được thế giới chi hạch từ tay cuồng loạn không? Nhưng tiểu tử này không ngừng trưởng thành, chúng ta rất có thể sẽ bị tên đó chân áp. Năm trí tôn lặng im, làm sao bây giờ? Bọn họ có thể lấy ra đối sách gì? Đành phải nhanh chóng lớn mạnh vị diện mà chúng ta lấy được, thúc đẩy nguyên thế giới hủy diệt, cướp thế giới chi hạch, mở ra truyền kỳ mới của chúng ta ừm năm người cùng gật đầu một lúc sau huyền vũ thiên tôn mở miệng nói nhưng tin tức về thế giới chi hạch mà chúng ta có được thật sự không sai diệt tuyệt xuất thế bản tôn cứ cảm thấy rơi vào cái bẫy sung viêm ngạo nghễ nói hừ chúng ta bất tử bất diệt ai có thể tính toán được bốn người khác lắc đầu mạnh đến trình độ như bọn họ thì sao có thể bị tính kế lang hàn xé rách hư không nhưng không xuất hiện trong huyền mạc vị diệt hắn xuyên hư không mấy lần, mất hơn một tháng mới gặp lại nhóm nữ hoàng. Lăng Hàn nói, ta sẽ bế quan, thời gian rất dài. Nhóm nữ hoàng gật đầu, biết, chỉ có hổ nữ làm nũng ôm Lăng Hàn. Hổ nữ nhõng nhẽo nói, Lăng Hàn, nữ muốn chơi với ngươi. Lăng Hàn vỗ vai nàng, lần này cho ta nợ, chờ ta xuất quan chắc chắn cùng nàng được không? Hổ nữ giận dỗi chu môi, hừ, Lăng Hàn thật xấu, Lăng Hàn an ủi kiều thê tính như con nít, sau đó bế quan. Như Lang Hàn đã nói, lần này hắn nhất định phải bước vào lục bộ. Lang Hàn ngồi xếp bằng bắt đầu bế quan thời gian dài. Tâm linh trong sạch hình như có thể liên thông thiên địa, muôn vàn vị diện trong người cùng xô trào. Lang Hàn tâm linh trong sạch, lực lượng vị diện xô trào áp chế bốn loại lực lượng bản chất trong người. Đây là việc tốt biết bao, sáu loại bản chất hạt không có phân biệt, bắt đầu từ nhất bộ, chỉ cần nắm giữ một loại bản chất hạt là có thể tiến thêm một bước. Về mặt lý luận nếu ở đỉnh nhất bộ nắm 6 loại bản chất hạt thì dù lực lượng yếu mấy cũng là thất bộ trí tôn, khí lực bất tử bất diệt. Nhưng không ai là được điều đó. Rất đơn giản, vì hạt bài xích nhau, một lần chỉ có thể nắm giữ một loại. Trong người có càng nhiều bản chất hạt thì càng khó khăn cảm mộ bản chất hạt mới. Nhưng hiện giờ Lăng Hàn lấy lực lượng vị diện áp chế 4 loại bản chất hạt, khiến hắn như trở lại nhất bộ, bản chất hạt trong người không gây tác dụng cản trở nữa. Điều này đem đến hy vọng đột phá cho Lăng Hàn. Nhưng đó chỉ là giả thuyết, muốn thật sự cảm ứng loại bản chất hạt thứ năm không phải chuyện đơn giản. Thời gian lặng lẽ trôi như thuyền bay, 10 vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, Lăng Hàn hoàn toàn quên thời gian, thần thức mở ra đan vào thành lưới, cảm ứng bản chất hạt loại thứ năm. Xuất hiện, Lăng Hàn lộ vẻ vui mừng kích động, hắn phát hiện một loại bản chất hạt hoàn toàn mới tỏa ánh sáng rực rỡ. Kỳ lạ là lúc trước Lăng Hàn không chú ý đến nó. Ai, dù Lăng Hàn đã dùng lực lượng vị diện áp chế lực lượng bản chất trong người nhưng vẫn chưa hoàn toàn, vẫn ảnh hưởng hắn, không thì hắn sớm thành công. Nhưng không sao, quan trọng là kết quả, hắn thành công. Hắn câu thông loại hạt này, hấp thu vào cơ thể rèn luyện thêm. Ầm, người Lăng Hàn rung lên, đi ra một bước này đại biểu Lăng Hàn đi vào lục bộ. Thoạt trông lực lượng của Lăng Hàn không thay đổi gì, nhưng từ nay hắn nắm giữ năm loại bản chất hạt. Có 5 loại lực lượng bản chất rèn luyện thì cơ thể của hắn sẽ chứa càng nhiều lực lượng hơn, khí lực của hắn sẽ càng mạnh. Một mặt khác Lăng Hàn có thể chứa nhiều vị diện hơn, tăng chất lượng vị diện lên độ cao mới. Lăng Hàn không gấp gáp xuất quan, hiện tại hắn bước vào lục bộ nhưng chỉ trên danh nghĩa, lực lượng chưa bay vọt. Ong 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 ong, vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng trong người tỏa sáng điên cuồng hấp thu lực lượng bản chất. Lại qua 30 ức năm, rốt cuộc Lăng Hàn ngừng lại. Vị diện trong người mở ra hạn mức cao nhất có thể tu đến thượng cao đẳng, nhưng tu tất cả vị diện cùng đến đẳng cấp này phải mất bao nhiêu năm. Ước chừng mấy trăm kỷ nguyên, Lăng Hàn lắc đầu, không có cơ duyên đặc biệt thì đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đáng tiếc nguyên thế giới đời trước đã hoàn toàn tan vỡ, không có năng lượng cho Lăng Hàn hấp thu nữa, không thể thực hiện con đường này, cần tìm cách khác. Thật ra khá đơn giản, chỉ cần vị diện trong người diễn hóa ra sinh mệnh, biến ra vạn vật thì cần gì Lăng Hàn tu luyện nữa, bản thân vị diện sẽ sinh sôi không dứt. Vị diện của Lăng Hàn bây giờ đã có sinh mệnh nhưng chỉ là thực vật cấp thấp nhất, cách rất xa vị diện thật sự. Lăng Hàn cần nhiều mật mã sinh mệnh hơn nữa. Lăng Hàn thở dài, điều này hơi khó, quỷ biết trên cõi đời có ai trong đầu chứa đoàn sáng. Khoan, giờ Lăng Hàn đã vào lục bộ, tuy lực lượng vị diện không tăng nhiều nhưng vẫn nắm giữ thêm một loại lực lượng bản chất, thực lực tăng gấp 10 lần lúc trước. Tức là bây giờ Lăng Hàn có thể vỗ ngực bảo đảm sức chiến đấu của mình là số một thiên hạ, đương nhiên loại trừ cuồng loạn ra, Vậy Lam Hàn có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên? Tài nguyên này không phải nói báo vật giúp tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh, thứ đó vốn không tồn tại. Nhưng Lam Hàn có thể sáng tạo ngõ lý cùng loại, nói theo lời của ngõ lý là gì nhỉ? Chiến binh kiểu phân tích, kệ nó, tóm lại loại chiến binh này chỉ có một công năng là thăm dò trong thức hải của một người có đoàn sáng không? Đặt vài chiến binh như thế trên từng vị diện, không ngừng tìm kiếm sẽ tăng hiệu suất gấp bao nhiêu lần? Ừm, cách này không tệ, nhưng phải tìm ngõ lý trước. Lăng Hàn vừa xuất quan vốn định tìm nhóm sung viêm, nhưng ngẫm lại nên tăng thực lực của mình lên trước thì tốt hơn, vì cuồng loạn mới là đối thủ chính. Quyết định vậy đi, sau khi Lăng Hàn xuất quan hổ nữ liền bám dính hắn, nàng nhớ hắn đã hứa hẹn tuy đã qua hàng trăm ức năm. Lăng Hàn mang theo hổ nữ xuất phát, hắn luôn thấy hổ thẹn với các thê tử, hắn bỏ ra phần lớn thời gian vào việc tu luyện, không làm bạn bên họ. Vì vậy chỉ cần hổ nữ thấy vui là tốt rồi. mươi 3427, trấn áp phá nhạc. Lăng Hàn tìm đến Ngõ Lý, thỉnh giáo gã, chủ yếu là làm sao trả giá ít nhất mà tạo ra chiến binh hắn muốn trong thời gian nhanh nhất. Ngõ Lý không ghét việc này, theo như gã nói thì chiến binh như gã là độc nhất vô nhị, không sợ Lăng Hàn bắt trước, cũng không bắt trước được. Thật là tự tin tràn trề, Lăng Hàn cười cười, nghiêm túc tham thảo với Ngõ Lý. Chỉ mất nửa năm Ngõ Lý đã lập ra phương án, Lăng Hàn lấy tài liệu cần thiết, rất nhanh tạo ra chiến binh đầu tiên. Ngõ Lý trách nhiệm, cải tiến vì công năng đơn nhất thậm chí không cần làm thành chiến binh, chỉ cần có thể quét hình, phân biệt là được. Trải qua 7 lần sửa chữa ngõa lý giao cho Lăng Hàn một trang bị chứ không phải chiến binh. Đội nó lên đầu, quét hình trong 10 giây sẽ có kết quả. Lăng Hàn nhìn sơ, thứ này cần dùng tiên kim, với hắn bây giờ thì tiên kim đã không quý hiếm. Lăng Hàn bắt tay vào làm, đám nữ nhân, nhóm đại hắc cẩu hỗ trợ. Qua vạn năm sau bọn họ tạo ra trăm vạn trang bị. Lăng Hàn xuyên qua vị diện đi thẳng đến tiên vực, quyết định bắt đầu từ chỗ này. Lăng Hàn triệu tập tiên vương nơi đây lại, chia ngàn bộ trang bị cho họ, khiến bọn họ kiểm tra sinh linh của thế giới này, không chia thực lực mạnh yếu. Nếu có điều kiện phù hợp thì phải bồi dưỡng thật tốt, mỗi cách ức năm Lăng Hàn sẽ đến xem một lần. Lăng Hàn lại đi dị vực, cũng dặn dò như vậy. Lăng Hàn xuyên qua từng vị diện phân phát trang bị đặc biệt. Huyền mạc vị diện liên tục sinh sản, trang bị đương nhiên là càng nhiều càng tốt, như vậy mới tìm ra người hắn muốn trong thời gian ngắn nhất. Đi một vòng đã qua 9 ngàn vạn năm, Lăng Hàn trở lại huyền mạc vị diện, không ra khỏi cửa nữa, ở chung vui vẻ cùng các nữ nhân. Lăng Hàn sẽ đi chiến trường vực ngoại nhìn xem, không thể luôn không góp chút sức. Mặc dù những gì Lăng Hàn làm là tích góp thực lực, chuẩn bị cho tương lai tiêu diệt cuồng loạn. Mấy trăm vạn năm sau trong đám nữ nhân rốt cuộc có người lớn bụng. Là chưa toàn nhi, tuy đã hai lần làm phụ thân nhưng khi biết mình sắp làm phụ thân lần ba vẫn khiến Lăng Hàn rất vui vẻ. Đứa bé chưa sinh ra Lăng Hàn đã đi khắp nguyên thế giới, lót đường tốt nhất cho con của mình. Có bầu đã khó, sinh ra càng khó, có khi mất trăm năm, ngàn năm, hoặc vạn năm. Lăng Hàn chuẩn bị xong thiên tài địa bảo rồi đi chiến trường vực ngoại. Dù chưa toàn nghi thua xa nữ hoàng nhưng vì Lăng Hàn quá mạnh, thời gian sinh con sẽ không ngắn. Lăng Hàn trực tiếp chạy đến Phá Nhạc đạo tràng, có chuyện vui đương nhiên phải chia sẻ với đối thủ cũ. Ngoài dự đoán của Lăng Hàn là Phá Nhạc đạo tràng mở lại, thu vô số đồ đệ a à, sao rùa già mặt dày như thế lăng hàn đáp xuống một trường vỗ rất tấm biển đạo tràng cao giọng quát phá nhạc lão tặc gia gia của ngươi lại đến đây phụt người đang tu luyện trong đạo tràng cùng bị sặc trợn to mắt không tin nổi chuyện gì vậy có người dám gọi phá nhạc thiên tôn là lão tặc còn tự xưng là gia gia lá gan lớn đến mức nào khiến người nghe rợn tóc gáy có người nhảy ra quát hỏi ngươi là ai dám đến đạo tràng quấy rối lúc này phải đứng ra biểu hiện, không chừng sẽ được phá nhạc thiên tôn nhìn với con mắt khác, thu làm đồ đệ ruột thì sao? Lăng Hàn không quan tâm, hắn sẽ không để tiểu nhân vật như thế vào lòng. Hắn chỉ cần đợi giây lát, tin tưởng rất nhanh phá nhạc sẽ xuất hiện. Tiên vương quá to, bồn tọa đang hỏi ngươi, ầm, thanh âm hóa thành kiếm to chém vào Lăng Hàn. Lăng Hàn nhẹ giọng nói, bình tĩnh đừng nóng, Lăng Hàn đánh nát kiếm to, tiên vương thì ngồi bệch xuống đất, chán toát mồ hôi lạnh không thể nhúc nhích trong phút chốc không ai dám nhúc nhích, ngốc cũng biết thực lực của lăng hàn sâu không lường được, tiên vương không thể sánh bằng. Vì tiên vương đó là cửu trọng thiên, lát sau đầy trời hồng hà, khí thế đáng sợ khiến người tâm linh rung động ập đến. Phá nhạc thiên tôn xuất hiện, tiểu tử, rõ ràng phá nhạc thiên tôn cường đại rất nhiều, có cảm giác nghẹt thở ngay cả thiên địa cũng không thể dung chứa. Lăng hàn híp mắt, xem ra không chỉ có hắn tiến bộ, phá nhạc cũng vậy. Đương nhiên rồi, qua nhiều năm như vậy ước chừng phá nhạc đã đẩy vị diện trong người đến đẳng cấp thượng cao đẳng, nên thực lực cũng lên một bậc. Phá nhạc thiên tôn lạnh lùng cười, ngươi đến đưa mạng sao, phá nhạc thiên tôn điều khiển vô thượng vĩ lực lao vào lăng hàn. Lăng hàn cười khẽ, xé rách hư không đi vào, lăng hàn không muốn đánh nhau ở huyền mạc vị diện, phá nhạc thiên tôn lập tức vào theo, hôn nắm đấm đánh vào lăng hàn. Quyền lực đánh ra hóa thành đầu lâu lớn như muốn nuốt trọn lăng hàn. Lăng hàn dừng bước, quay đầu đón đánh. boom, lần này Lăng Hàn vận chuyển tổ hợp phù thất lưu tăng lực lượng gấp 2.000 lần. Nhưng Lăng Hàn bước vào lục bộ, lực lượng tăng vọt mạnh hơn lúc hắn sử dụng ký hiệu lục lưu. Một đấm đánh ra, đầu lâu kia nổ nát, Lăng Hàn hú dài lao vào phá nhạc thiên tôn. Lão tặc, ngoan ngoãn bó tay chịu trói cho ta. Phá nhạc cười nhạt, ong 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 ong. Phá nhạc thả ra vị diện trong người ra cố lực lượng vô tận. 1, 2, 3, 4, A, phá nhạc thả ra 13 vị diện, đều là thượng cao đẳng. Quả nhiên phá Nhạc Thiên Tôn lấy vị diện từ phong vô định không chỉ có 6 cái, chẳng qua lúc trước chưa ổn dưỡng đến trình độ hình thành sức chiến đấu nên có lấy ra cũng vô dụng. 13 vị diện thượng cao đẳng tương đương với 130 lục bộ cùng tấn công, không đùa được. Lang Hàn bùng nổ lực lượng vị diện trong người đấu cứng với đối phương. Bùm, hư không chấn động, bão năng lượng bị hất bay, nổ tung, thanh thế vô cùng đồ sộ. Không thể không nói thượng cao đẳng lực lượng vị diện siêu khủng bố. Một trăm lục bộ có thể sánh ngang thất bộ về mặt lực lượng, tức là lực lượng của phá nhạc thiên tôn so với lần trước đấu cùng Lăng Hàn đã tăng gấp một lần. Nhưng lực lượng của Lăng Hàn tăng gấp bao nhiêu lần, tuy Lăng Hàn mới bước vào lục bộ, mấy chục vạn vị diện còn ở cấp hạ cao đẳng nhưng lực lượng thì tăng gấp 10 lần. Bùm 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 bùm. Không cần sử dụng lục lưu phù lăng hàn đã chiếm ưu thế tuyệt đối, đánh phá nhạc liên tục thua lùi. Phá nhạc thiên tôn ngửa đầu hú dài cực kỳ ức chế, không chấp nhận được. Cái gì, sau khi đến đỉnh thất bộ thì không thể tiến bộ được nữa, nên phá nhạc thiên tôn có thể khiến lực lượng tăng gấp một lần đã vô cùng kinh người. Dù vậy thất bộ vẫn không đánh lại lăng hàn, một lục bộ. Hỏi sao phá nhạc thiên tôn không ức chế, tức ngực. mươi 3428, lại được mật mã sinh mệnh. Các loại thiên tôn pháp vận chuyển, phá nhạc sống lâu hơn lăng hàn không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nắm giữ diệu pháp nhiều không đếm xuể. Nhưng lực lượng cách biệt quá lớn, phá nhạc thiên tôn có nhiều diệu pháp hơn nữa cũng vô dụng vì pháp thuật là vận dụng với lực lượng, cách biệt lực lượng quá lớn thì mọi thứ chỉ uổng công. Vẹn vẹn mấy canh giờ sau phá nhạc đã bị Lăng Hàn chấn áp. Lăng Hàn túm phá nhạc đi hướng chiến trường vực ngoại, đi nào, chuyến đi này chắc chắn lâu hơn một canh giờ, Lăng Hàn không thể luôn vận chuyển vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng. Nói chung phá nhạc không dùng vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng thì Lăng Hàn sẽ không vận dụng, đối phương dùng thì hắn dùng. Vậy thì lực lượng của Lăng Hàn luôn áp chế phá nhạc. Lăng Hàn vốn định đi bái phỏng bốn lão tặc xung viêm, nhưng phát hiện lực lượng của mình bây giờ chỉ có thể trấn áp một thất bộ, nên hắn không tham nhiều. Còn nhiều thời gian, không vội. Phá Nhạc Thiên Tôn xanh mặt quát: "Tiểu tử, mau thả bản tôn ra, nếu bị người thấy bộ dạng hiện tại làm sao phá nhạc thiên tôn chịu nổi." Lăng Hàn không để ý đến Phá Nhạc Thiên Tôn, mấy ngày sau hắn tới chiến trường vực ngoại. Trong thời gian này Lăng Hàn và Phá Nhạc Thiên Tôn đánh nhau mấy lần, mỗi lần đối phương đều bị hắn vô tình trấn áp căn bản không cách nào thoát khỏi hắn. Lăng Hàn ném phá nhạc đi, lăn vào, phá nhạc thiên tôn bị Lăng Hàn ném vào đường hầm chiến trường chính. Phá nhạc thiên tôn lao tới, tóc dựng đứng tức giận quát. Tiểu tử, Lăng Hàn lạnh nhạt nói, đi đến chỗ ngươi nên đi. Lăng Hàn đấm phá nhạc bay về, hắn đứng ngay đường hầm chiến trường chính tựa như ngọn núi to không thể vượt qua. Phá nhạc thiên tôn hung tợn nhìn Lăng Hàn chầm chầm, một lúc sau dứt khoát xoay người bay sâu vào chiến trường tự đi vào tốt hơn bị lăng hàn ép vào, vì phá nhạc chắc chắn không đánh lại hắn được, bị đám người lâm lạc trông thấy sẽ mất hết mặt mũi. Hừ, lão sẽ ở chỗ này một thời gian, không tin lăng hàn luôn canh giữ chỗ này. Bị lăng hàn bức ép dồn phá nhạc vào chiến trường chính, đi đối diện với cuồng loạn. Phá nhạc có dốc hết sức đối phó với cuồng loạn hay chỉ qua loa cho xong. Lăng hàn không quan tâm, hắn chỉ cần phá nhạc vào chiến trường chính, dù cho chỉ làm ra vẻ bởi vì phá nhạc càng không muốn đối diện cuồng loạn thì lăng hàn càng muốn làm ngược lại lăng hàn canh chừng đường hầm tránh cho phá nhạc có ý tưởng may mắn quay ngược về lăng hàn tỏa chấn một năm sau mới trở về khi phá nhạc xuất hiện đám người lâm lạc rất ngạc nhiên chuyện gì vậy tại sao phá nhạc trở lại vạn ảnh thiên tôn không kiềm được nói móc phá nhạc người trở về làm cái gì muốn xem kịch sao vạn ảnh thiên tôn thấy mình rất oan mới vào thất bộ chưa ra oai gì đã bị lăng hàn liên tục hù sợ sau đó gặp năm trí tôn rút khỏi chiến trường vực ngoại vạn ảnh thiên tôn cũng muốn bỏ gánh mặc kệ phá nhạc sắc mặt âm trầm xấu hổ không dám nói là bị lăng hàn ép đi vào đây lúc này phá nhạc hơi cảm kích nếu lăng hàn đi theo vào thì lão càng mất mặt hơn nữa lâm lạc vung tay nói đã đến rồi thì cùng nhau đối phó cuồng loạn đi lâm lạc suy nghĩ cho đại cục không muốn mọi người chèn ép phá nhạc khiến đối phương lại bỏ đi đối phó cuồng loạn càng nhiều người càng tốt phá nhạc tham gia vào chiến đoàn xem ra lão phải ở lại đây một thời gian, không thể chỉ đứng xem. Giết, phá nhạc thiên tôn chút lửa giận vào cuồng loạn, kịch chiến dữ dội. Lăng Hàn trở về chờ hài tử thứ ba ra đời, chờ tới chờ lui, chỉ sau một vạn năm đứa con thứ ba khóc ngoe ngoe chào đời. Là một bé trai, Lăng Hàn rất vui vẻ, hơn nữa đây là con của hắn, không ai có thể cướp quyền đặt tên của hắn. Mấy năm nay Lăng Hàn luôn suy nghĩ nên đặt tên gì? Lăng Khang, rất đơn giản, vì lăng hàn hy vọng nhi tử sẽ khỏe mạnh trưởng thành an khang sống qua mỗi ngày không có mơ ước xa xôi gì chỉ đơn giản vậy thôi lăng hàn chuẩn bị rất nhiều tài nguyên tu luyện cho lăng khang bảo đảm điều kiện trưởng thành tốt nhất cho nhi tử đây là việc vui lớn lăng hàn mời thân bằng bạn tốt đến tổ chức tiệc mừng nhỏ tốc độ trưởng thành của đứa nhóc chậm như lăng hy từng năm trôi qua hầu như không cao lên trí tuệ mở mang cũng chậm mỗi ngày cười khờ làm lăng hàn luôn cảm thán mình sinh ra đứa con ngốc Kết quả Lăng Hàn bị nhạc hồng thường đánh bầm dập, nói hắn lúc nhỏ cũng giống y như vậy. Lăng Hàn câm nín, trên đời này nếu có ai khiến hắn ăn đòn mà không đánh trả lại thì chỉ có mẫu thân. Lại qua mấy trăm vạn năm, Lăng Hàn quyết định đi tiên vực xem sao. Một ước năm đã qua, hắn đi xem tình huống thế nào. Mấy năm nay lại tạo ra thêm nhiều trang bị, Lăng Hàn cần đưa đi mỗi vị diện, tăng thêm tốc độ tìm kiếm. Lần này Lăng Hàn dẫn theo đám nữ nhân, như đi du lịch, xuyên vị diện, đến tiên vực. Làm Lăng Hàn thất vọng là đám tiên vương cố gắng nhiều năm nhưng chỉ tìm một phần trăm sinh linh, cách hoàn thành còn xa lắc. Hơn nữa một ức năm qua có thêm bao nhiêu sinh mệnh mới sinh ra. Không có cuối, Lăng Hàn lại phân phát nhiều trang bị trắc nhiệm. đây là thả dây dài câu cá lớn, tin tưởng sẽ có thu hoạch. Lăng Hàn lại đi dị vực, đi qua từng vị diện, vừa xem có kết quả gì không vừa phát cho nhiều trang bị trắc nhiệm hơn. Làm người phải đặt ánh mắt ra xa chút, lại đến một vị diện trung đẳng, rốt cuộc Lăng Hàn nhận được tin tốt phát hiện có người như vậy. Lăng Hàn mừng rỡ vội đi xem, đây là một nam nhân trẻ tuổi, thiên phú võ đạo rất cao, bái vào môn hạ một tiên vương bát trọng thiên, đã đến đỉnh thăng nguyên cảnh, sắp vào tiên vương. Khi phát hiện người trẻ tuổi này mới chỉ là đứa nhóc 10 tuổi. Một ước năm đã đến đỉnh thăng nguyên cảnh, tốc độ tu luyện rất nhanh. Người trẻ tuổi tên là Ba Thải, Lăng Hàn dạy cho Ba Thải cách vận dụng, hai người đưa thần thức tiến vào thức hải của đối phương, chạm vào đoàn sáng đối với lăng hàn thì hắn đã có mật mã sinh mệnh trong đoàn sáng của mình không cần lĩnh ngộ nữa giờ lo xem của ba thải vài ngày sau ba thải chưa gỡ bỏ bí ẩn đoàn sáng của mình nhưng gã giao hết tin tức có được cho lăng hàn lăng hàn gật đầu cho ba thải nhiều tài nguyên tu luyện tiểu tử này tương lai có khả năng phát triển vô tận nên bồi dưỡng lăng hàn bắt đầu bế quan tiêu hóa tin tức có được rất chậm lăng hàn mất mấy trăm vạn năm mới phân tích ra ảo diệu trong đó lăng hàn nở nụ cười vừa lòng mật mã sinh mệnh tiến thêm một bước bổ sung đủ. chương 3429, tin tưởng, ầm, mỗi vị diện trong người lăng hàn thay đổi lớn, cỏ nhỏ mọc chưa đủ một tấc giờ trưởng thành khỏe mạnh, dài ra nhiều, không còn là màu xanh đơn điệu, có màu lục, lam, tím, đỏ, sặc sỡ nhiều màu, đa dạng hóa. Đừng thấy nó chỉ có thực vật nhưng thế này đã là bước tiến dài về sinh mệnh. Mỗi vị diện tỏa ra sức sống rào rạt, tự động tầm bổ, tốc độ sánh bằng lăng hàn dốc hết sức tu luyện, nếu được thêm vài đoạn mật mã sinh mệnh chẳng phải là tốc độ tu luyện của hắn sẽ như chắp cánh. Lăng Hàn nhức đầu nhất là những vị diện trong người, tuy cho hắn sức chiến đấu cường đại nhưng cũng kéo chậm tiến bộ của hắn. Tuy nhiên giải quyết được vấn đề này thì sẽ rất hoàn mỹ. Quan trọng là những vị diện này tự động trưởng thành, hoàn toàn không cần hắn tốn chút công sức nào. Tuyệt vời, Lăng Hàn không thu ba thải làm đồ đệ nhưng mang gã đến huyền mạc vị diện, tại đây không gian trưởng thành của gã càng lớn. Lăng Hàn tiếp tục xuyên toa qua từng vị diện sau khi có một lần thu hoạch làm lòng tự tin của hắn tăng cao nên càng tích cực hơn nữa. Ông trời thật thương hắn, mấy trăm vạn năm qua Lăng Hàn lần lượt gặp hai thiên tài tương tự. Một người tên Mã Thành Hạo, một người tên An Phi Duyệt. Thoạt trông không có gì đặc biệt nhưng một người có thần hồn rất mạnh, một người có tạo nghệ trận pháp xuất sắc. Lăng Hàn bế quan thời gian dài tiêu hóa hai đoạn mật mã sinh mệnh. Mã Thành Hạo, An Phi Duyệt được Lăng Hàn mang về huyền mạc vị diệt, nói sao thì hai người đáng giá bồi dưỡng. Sau khi Lăng Hàn tiêu hóa hai đoạn mật mã sinh mệnh thì vị diện trong người hắn lại thay đổi kịch liệt. Đây là hai lần tiến hóa rất mãnh liệt, làm mỗi vị diện xuất hiện chim bay cá nhảy. Từ thực vật đến động vật là sự tiến hóa vô cùng mãnh liệt, thay đổi lớn lao. Hiện giờ vị diện trong người Lăng Hàn tràn ngập sức sống, sinh mệnh đủ loại, tuy chỉ là thú chạy chim bay bình thường, đừng nói tiến vào thời đại tu luyện, còn chưa xuất hiện sinh linh có trí tuệ. Lăng Hàn không cách nào hướng dẫn, tuy vị diện là của hắn nhưng nó tự thành một thể hắn chỉ có thể tuyển chọn sử dụng lực lượng vị diện hoặc bồi dưỡng vị diện trưởng thành. Lăng Hàn phỏng chừng tốc độ trưởng thành của vị diện mau hơn hắn tự tu luyện gấp 100 lần. Điều này rất khủng bố, Lăng Hàn vốn dự định cần mấy trăm kỳ nguyên để toàn bộ vị diện đến thượng cao đẳng, nhưng bây giờ chỉ vài kỳ nguyên là đủ. Đương nhiên với Lăng Hàn thì mấy kỳ nguyên đã là điều vô cùng xa xỉ. Nếu phát triển tiếp dựa theo tình huống hiện tại, chưa đến một kỳ nguyên thì nguyên thế giới đã bị cuồng loạn nuốt mất. Nhưng Lăng Hàn nổi lên nghi ngờ. Lúc trước hắn rất đồng ý cái nhìn của ý chí thế giới, cho rằng có tu luyện cỡ nào cũng không thể đuổi kịp cuồng loạn. Vì cuồng loạn chưa từng dừng lại bước chân tu luyện, đã nuốt bốn vị diện siêu cao đẳng. Điều này có nghĩa là gì? Ý là bốn vị diện có thể cung cấp ít nhất bốn người lực lượng đỉnh thất bộ cho cuồng loạn. Cộng thêm cuồng loạn hóa thành vị diện, nhiều năm qua đã đến siêu đẳng cấp, có ít nhất 50 thất bộ. Người đang tiến bộ, cuồng loạn cũng tiến bộ thì làm sao vượt qua. Nhưng Lăng Hàn nắm giữ mật mã sinh mệnh càng lúc càng nhiều, hắn càng tự tin mình rất có thể vượt qua cuồng loạn khi lăng hàn nắm giữ mật mã sinh mệnh trọn vẹn thì sẽ trở thành một nguyên thế giới có nhiều vị diện siêu cao đẳng hơn đẳng cấp cao hơn nguyên thế giới hiện tại mộ bậc tự tin này đến từ đâu hư không vị diện phát triển cũng cần có nguồn lực lượng nguồn không đến từ nguyên thế giới hiện tại mà là hư không hư không vô cùng lớn thậm chí có thể dung chứa nguyên thế giới đời trước mà không bị chiếm mất chỗ trong hư không có cái gì lực lượng bản chất có thứ này chống đỡ lăng hàn và cuồng loạn so đấu không phải ai bước đi trước mà là tốc độ hấp thu loại năng lượng này. Đương nhiên bước đi trước sẽ có ưu thế, như cuồng loạn giờ là cao thủ số một thiên hạ danh xứng với thực, dốc hết sức có thể trấn áp mười mấy thất bộ trí tôn, thuận tiện đối kháng một vị diện siêu cao đẳng mà vẫn chiếm ưu thế. Lăng hàn siết chặt nắm tay, chắc chắn có thể đuổi kịp, bây giờ lăng hàn cần nhất là nhiều mật mã sinh mệnh hơn nữa, vậy thì phải tìm ra nhiều người trong thức hải có đoàn sáng. Việc này không sốt ruột được, chỉ có thể ngồi chờ tin tức tốt. Lang Hàn tiếp tục bế quan, thôi diễn vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng cũng rất quan trọng, có thể khiến hắn có sức chiến đấu mạnh hơn trong tình huống lực lượng nguyên thủy ngang nhau. Mỗi khi thôi diễn ra một vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng là Lang Hàn sẽ dừng lại ở cùng người nhà một thời gian. Lang Hàn cũng cần đi cùng Lăng Khang qua thời kỳ trưởng thành, hắn đã bỏ lỡ hai đứa con đầu lòng của mình rất nhiều. Đáng tiếc khi nhi tử lớn lên thì không theo ý phụ mẫu nữa. Rất nhanh Lăng Khang rời khỏi nhà, vào Nam ra Bắc, Lăng Hàn không ngăn cản, hắn ngưng tụ một phân thân đi theo, nếu nhi tử gặp nguy hiểm gì không thể hóa giải được hắn sẽ giúp. Đừng thấy đây chỉ là một phân thân nhưng có thực lực đẳng cấp lục bộ, dư sức bảo vệ nhi tử. Chín ước năm qua đi, Lăng Hàn thôi diễn ra chọn bộ ký hiệu ngũ lưu, nếu cùng lúc vận chuyển sẽ tăng phúc lực lượng cao gấp 4.000 lần. Ngoài ra vị diện trong người Lăng Hàn trưởng thành khỏe mạnh, tuy chưa đến thượng cao đẳng nhưng đã tiến bộ một chút nếu đo bằng một vạn bước thì bây giờ hắn đã bước ra một bước. Toàn quá trình cần mấy kỷ nguyên, không mau được, trừ phi có thể lấy được nhiều mật mã sinh mệnh hơn. Lăng Hàn càng tích cực chế tạo trang bị trắc nghiệm vừa khổ tu không nghỉ, hắn không cần chú ý vị diện trong người nữa, tốc độ tu luyện có mấy trăm vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng hỗ trợ nên siêu kinh người. Một thời gian sau Lăng Hàn ngồi không yên, đi, đi xem phá nhạc, khi biết quyết định của Lăng Hàn thì biểu tình của mọi người kỳ kỳ. Đại Hắc cẩu giật mình kêu lên tiểu hàn tử không lẽ ngươi và phá nhạc mới là tình yêu đích thực đây là bệnh mau chữa trị yên tâm chúng ta sẽ không buông bỏ ngươi lang hàn đá một cước, cút lang hàn muốn biết phá nhạc có trốn ra chiến trường vực ngoại không hắn quyết định đi chiến trường vực ngoại để đánh một trận với cuồng loạn đại hát cầu hò reo đi 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 lần này nhất định phải mang theo chúng ta lão tham hùa theo đúng rồi lỡ hai người ấy ấy nhau chúng ta không muốn bỏ qua cơ hội xem thỏ tử nhảy nhót cùng đi cùng đi, chương 3430, trận áp năm trí tôn. Lăng Hàn lắc đầu nói, được rồi, đi chung. Thực lực của Lăng Hàn bây giờ so với lúc trước đi tìm phá nhạc đã tăng lên gấp chục lần, tin tưởng năm trí tôn nhóm xung viêm có liên hợp cũng không đánh lại hắn. Lăng Hàn mang theo mọi người xuất phát, lần thứ tư đi tới phá nhạc đạo tràng. Ôi mợ, Lăng Hàn bị giật mình, da mặt của phá nhạc dày tới mức nào vậy trời, lại dựng đạo tràng. Con rùa già không mở đạo tràng sẽ chết sao? Lăng Hàn lắc đầu, cất bước đến đỉnh núi. Trông thấy Lăng Hàn làm đám tiên vương run cầm cập, bọn họ còn nhớ nhiều ức năm trước hắn xông đến đánh nhau với phá nhạc, sau đó phá nhạc biến mất một thời gian rất lâu. Sau đó phá nhạc trở về, biểu tình cực kỳ khó xem, bọn họ dễ dàng đoán ra chắc chắn lão chịu thiệt lớn. Bây giờ Lăng Hàn lại đến, đại hắc cầu lớn giọng quát to, phá nhạc lão tặc, ra ra của ngươi lại tới đây. Đừng trốn, mau đi ra chơi, đại hắc cầu nói thì hay mà núp sau lưng Lăng Hàn, phá nhạc dù gì là thất bộ trí tôn, không thể coi thường. Bùm, thanh âm chất chứa lực lượng thiên tôn khuếch tán bốn phương tám hướng, thanh thế hùng hồn, tốc độ siêu nhanh. Chốc lát sau có tiếng hử lạnh, một vị cường giả tuyệt thế đi ra. Đương nhiên là phá nhạc, phá nhạc nhìn đại hắc cẩu, tuy không sử dụng lực lượng nhưng áp lực cường đại ập đến làm nó rụt cổ. Đại hắc cẩu trừng lại, rua ra, người trừng cẩu ra làm cái gì? Bộ dạng đại hắc cẩu ngoài mạnh trong yếu, thò đầu chó ra từ sau lưng lăng hàn còn chừng nữa sẽ đào mắt chó. Phi, đào mắt của ngươi ra, phá nhạc hừ lạnh một tiếng, muốn chết, đời bây giờ trái ngược hết rồi, dị loại nhị bộ cũng dám lớn tiếng với lão. ầm, um, phá nhạc không chút do dự vung trưởng đánh hướng đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu la làng, tiểu hàn tử cứu mạng, dĩ nhiên lăng hàn sẽ không khoanh tay nhìn, một kích kia vỗ chúng thì không chỉ đại hắc cẩu xui xẻo, lão tham, thỏ tử, thạch nhân cũng bị vạ lây. Lăng hàn búng ngón tay, phục, kinh lực xẹt nhanh trong không trung, phá nhạc đánh ra bàn tay to bị thủng lỗ. Ui, phá nhạc hút ngụm khí lạnh, khí lực của thất bộ không hỏng bất diệt, lăng hàn búng một cái chỉ làm thủng bàn tay ngưng tụ bằng lực lượng phá nhạc, không phải tay thật. Nhưng lăng hàn làm quá nhẹ nhàng, chỉ búng nhẹ đã hóa giải công kích của lão. Dù tay phá nhạc không bị thương nhưng vẫn hơi nhói, quá đáng sợ, phá nhạc nhìn lăng hàn, lòng dâng lên ảo giác năm xưa đối diện diệt tuyệt, bây giờ đối mặt cuồng loạn, vì chỉ có hai tồn tại này mới có thể đánh lão ăn đau. Tương lai Lăng Hàn sẽ trở thành diệt tuyệt, cuồng loạn thứ hai sao. Phá nhạc thiên tôn thấy lạnh lẽo, có chút hối hận. Lão hối hận là lúc trước không diệt Lăng Hàn, hoặc ngay từ đầu không kết thù với đối phương. Đáng tiếc, hiện tại đã muộn, Lăng Hàn lạnh lùng hỏi. Lão tặc, tại sao ngươi trở lại? Phá nhạc không đánh mất sự kiêu ngạo, thản nhiên nói. Bản tôn làm việc chẳng lẽ phải bẩm báo với ngươi? Lăng Hàn cười nói, hết cách, Đánh đưa ngươi vào chiến trường vực ngoại lần nữa. Phá nhạc hét to một tiếng, càn rỡ, chân trời ầm ầm sấm sét, thất bộ trí tôn giận dữ, thiên địa mất sắc. Lăng hàn sông lên, lão tặc, hôm nay hoàn toàn trấn áp ngươi. Tuy phá nhạc cứng miệng nhưng khi thấy lăng hàn lao đến thì phản ứng đầu tiên của lão là xoay người chạy. Trời à, trông thấy cảnh này tiên vương trong đạo tràng giật mình đến ra đầu tê dại, hoàn toàn không tin nổi. Thất bộ trí tôn mạnh như phá nhạc mà không dám đỡ một chiêu của lăng hàn lăng hàn thét dài nhanh chóng đuổi theo tốc độ của thất bộ trí tôn số một thiên hạ không ai vượt qua được nhưng chuyện kinh khủng xảy ra lăng hàn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với phá nhạc phá nhạc không cần quay đầu lại cũng cảm ứng được lăng hàn áp sát lòng lão lạnh lẽo mới qua bao lâu mà lăng hàn đã nghiền áp lão hoàn toàn phá nhạc cắm đầu chạy muốn hợp sức mạnh năm trí tôn đối kháng lăng hàn dù năm người vẫn không thể chấn áp hắn nhưng tin tưởng năm người liên hợp lại ít ra có thể chặn đứng lăng hàn rất nhanh Lăng Hàn giảm tốc độ, dường như sức bật đã qua, kiệt sức. Dù vậy Lăng Hàn nhanh hơn phá nhạc một chút, từng bước gần sát. Hơn 10 ngày sau, phá nhạc đến đạo tràng của sung viêm. Phá nhạc thiên tôn hét dài hóa thành sóng sung kích có thể hủy thiên diệt địa. Sung viêm, mau mau đi ra, bùm 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 bùm, sóng âm tuôn ra, tất cả đều diệt. Mắt thấy sắp đánh chúng đạo trường bỗng một bàn tay to vươn ra nắm lại, bùm một tiếng son âm tắt ngầm tuôn ra từ hai bên bàn tay. Sung viêm xuất hiện, đứng trên bầu trời thấy phá nhạc cực kỳ chật vật chạy hướng mình sung viêm ngạc nhiên há hốc mồm đường đường là thất bộ trí tôn mà thảm thế sung viêm không biết lúc trước phá nhạc đã bị lăng hàn chấn áp ném vào chiến trường vực ngoại nếu không gã sẽ hiểu được vì sao phá nhạc thiên tôn chật vật như thế không dám đỡ một chiêu của lăng hàn giật mình thì giật mình nhưng sung viêm vẫn vội vàng ra tay không thể nhìn bạn già bị lăng hàn hành như chó thấy sung viêm ra tay làm phá nhạc tự tin hơn nhiều xoa người lại đánh hướng lăng hàn lăng hàn cười khẽ tung ra nắm đấm một mình lăng hàn chiến với hai trí tôn lực lượng mạnh mẽ chấn động bầu trời bị xé rách năng lượng hư không hóa thành thác nước từ độ cao vô tận đổ xuống sung viêm phá nhạc bị đánh bay ra ngoài không đánh lại lăng hàn cái gì mặt sung viêm tràn đầy khó tin tuy lúc trước năm trí tôn cũng liên hợp đối kháng với lăng hàn và không thể chiếm ưu thế nhưng làm gì có chuyện nghiêng về một bên như vậy phá nhạc không quá giật mình dù sao rất nhiều năm trước đã bị lăng hàn trà đạp tơi bời chỉ không ngờ lăng hàn mạnh hơn xưa gấp chục lần dù phá nhạc tu ra bốn vị diện nhưng còn lâu mới có thể so sánh với lăng hàn lăng hàn xông lên đá đấm Bum bùm bum bùm bùm sung viêm phá nhạc bắt tay nhau nhưng không đánh lại may mắn thất bộ khí lực bất diệt bọn họ không địch lại thì có thể bỏ chạy tìm thất bộ khác cùng đối phó với lăng hàn phá nhạc sung viêm tìm đến bắc đầu nhưng ba trí tôn hợp sức vẫn bị lăng hàn quay như dế đành xuất phát đến chỗ bán nguyệt kết quả vẫn không đánh lại cuối cùng bốn trí tôn tìm đến huyền vũ thiên tôn, năm trí tôn cùng có mặt, lại cùng nhau đối diện lăng hàn. Lần trước bọn họ bị đánh bầm đầu, đối với thất bộ là mối nhục lớn. Lần này họ vốn tràn đầy tự tin, số lượng vị diện nhiều hơn và đều đến thượng cao đẳng, một người bằng hai con người cũ của mình. mươi 3431, dụ nói ra, năm người bằng 12, 13 đỉnh thất bộ, nhưng hiện tại tự tin trong họ không bằng lúc trước, vì lăng hàn trở nên mạnh hơn nữa lăng hàn nhoẻn miệng cười nói người đã đến đông đủ ta đỡ phải chạy tới chạy lui mấy lần lăng hàn mạnh mẽ ra tay ầm sức chiến đấu tăng vọt nam trí tôn xoe tròn mắt bọn họ cho rằng lăng hàn đã khá mạnh giờ mới phát hiện thì ra lúc trước hắn chưa dốc hết sức sao có thể như vậy thất bộ trí tôn cũng không mạnh đến mức đó lăng hàn chỉ là lục bộ hắn là lục bộ vẻ mặt sung viêm tràn đầy khó tin lúc trước người cố ý không dùng hết sức là muốn một lưới bắt hết chúng ta lúc trước thất bộ trí tôn lưu lạc đến mức độ vậy sao? Lăng Hàn lạnh nhạt nói, đúng vậy, Lăng Hàn bắt đầu kéo lưới, bắt hết năm trí tôn. Nhóm sung viêm hết sức chống cự nhưng được ích gì, lúc trước Lăng Hàn gặp họ chỉ có nước chạy trốn, không dám đỡ một chiêu. Bây giờ thực lực của Lăng Hàn đến trình độ nghiền áp họ, đến lượt năm người này ất lực. Họ tốt hơn Lăng Hàn ở chỗ là thất bộ, khí lực bất diệt, không cần lo lắng bị hắn oanh sát. Lăng Hàn chồng năm trí tôn lên nhau, dùng lực lượng cường đại chân áp khiến năm người sung viêm không thể nhúc nhích. Lăng Hàn ngồi trên đống thịt người, bắt chéo chân rất là nhàn nhã. Nếu ai thấy cảnh này sẽ giật mình rất trong mắt, đây là thất bộ trí tôn, còn có năm vị. Lăng Hàn thì thào, xử lý sao đây, chân áp dưới hầm cầu một kỷ nguyên hay ở cửa nhà vệ sinh một kỷ nguyên. Có gì khác nhau, năm trí tôn rủa thầm trong bụng, họ bị Lăng Hàn chân áp chỉ có thể la oai oái. Lăng Hàn mỉm cười nói, các ngươi trả lời ta mấy vấn đề, nếu như khiến ta vừa lòng thì có thể suy xét đưa các ngươi đi chiến trường vực ngoại. Nam Chí Tôn im lặng một lúc sau hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Lăng Hàn hỏi, ý chí của nguyên thế giới đời trước hình như từng giao lưu với các ngươi. Ta muốn biết nó đã nói gì? Nam Chí Tôn cùng biến sắc mặt, đây là bí mật lớn nhất của bọn họ. Sung Viêm nói ngay, hừ, ngươi đừng hòng biết, dù bọn họ bị chân áp dưới hầm cầu thì sao? Lăng Hàn cũng phải đứng ở đó từng giây từng phút rót vào lực lượng, nếu không làm sao nhốt được bọn họ nhưng so sánh thì họ càng không muốn lộ ra bí mật trong lòng, nếu Lăng Hàn tham gia cạnh tranh thì họ còn có thể chiếm được tạo hóa không? Lăng Hàn nhích mông để ngồi thoải mái hơn chút, các người giấu tới giấu lui không có ý nghĩa gì, dù sao ta từng tiếp xúc với ý chí thế giới. Cái gì, biểu tình năm người sung viêm thay đổi, nhưng thất bộ trí tôn rất khôn ngoan, đều biết giữ bình tĩnh. Lăng Hàn muốn tiếp tục dụ dỗ, khiến người thổ lộ bí mật thì trước tiên phải lòi ra chút tin tức. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Ta không chỉ tiếp xúc với ý chí thế giới còn trò chuyện một lúc, nó cho ta nhìn thấy cảnh tượng là gieo nhiều dấu ấn sinh mệnh vào người các ngươi. Lăng Hàn tạm dừng, âm thầm quan sát biểu tình của năm người xung viêm. Quả nhiên năm người lại biến sắc mặt, bắt đầu thiên tôn bình tĩnh nói, ra vẻ hoàn toàn không quan tâm. Vậy thì sao, Lăng Hàn lắc đầu nói, các ngươi thật là không phối hợp, nhưng không sao, con người của ta thích đoán nhất. Lăng Hàn ra vẻ trầm tư mở miệng nói, các ngươi đã là đỉnh thất bộ, thứ có thể đánh động các ngươi chắc không nhiều. Thứ nhất là tăng thực lực, thứ hai là uy hiếp mạng sống. Về lý luận các ngươi đã không thể tiến bộ, cũng bất tử bất diệt, giả thiết này không thành lập. Nhưng năm xưa Hoàng Sa Thiên Tôn bị oanh sát, diệt Việt cũng tan vỡ thành mấy mảnh chứng minh dù thất bộ trí tôn bất tử bất diệt thì vẫn có điều kiện. Nếu để cuồng loạn nuốt nguyên thế giới thì các ngươi khó tránh xui rủi. Tuy nhiên ra vấn đề khác, các ngươi cũng bị nguy hiểm mạng sống vậy tại sao rời khỏi chiến trường vực ngoại. Vòng lại đề tài ban đầu, có lẽ thực lực của các ngươi còn có thể tiến bộ, giúp các ngươi thoát khỏi uy hiếp này." Lăng Hàn phân tích hơi lòng vòng nhưng đạo lý rõ ràng, nên dù không lộ ra tin tức gì đáng đồng tiền nhưng khiến năm người xung viêm tiếp tục biến sắc mặt. Cứ đoán tiếp thế này rất có thể Lăng Hàn sẽ đoán ra cái gì. Lăng Hàn nhìn năm người này một cái, quyết định ném ra bom hạng nặng. Thế giới chi hạch, cái gì? Năm người xung viêm không giữ được bình tĩnh nữa, buột miệng hét lên, biểu tình tràn ngập khó tin nhìn Lăng Hàn làm sao Lăng Hàn có thể biết bí mật này được? Lăng Hàn cười to bảo, thế nào, mọi người thẳng thắn vô tư giao lưu được chưa? Năm người sung viêm dù gì là cáo giả, rất nhanh bình tĩnh lại. Sung viêm hỏi, người nói trước, người biết bao nhiêu bí mật về, mợ nó, hắn biết gì đâu, toàn là ý chí thế giới nói lỡ miệng nên hắn bắt giữ được từ này. Lăng Hàn sẽ không thừa nhận, hắn hỏi ngược lại, ha ha, còn các người thì biết được bao nhiêu, đừng để cái gì cũng không biết ngược lại moi tin từ ta năm người sung viêm không mắc câu, rất kín miệng, nếu vậy thì không có gì để giao lưu. Lang Hàn cười khẽ, không nói chứ gì, các ngươi muốn bị trấn áp dưới hầm cầu một vạn năm. Bắt đầu thiên tôn cười nhạt, ha ha, dù sao chúng ta bất tử bất diệt, vạn pháp không dính, ở đâu cũng siêu nhiên. Lang Hàn thầm cau mày, xem ra hắn chỉ có thể nhục nhã năm lão già này, muốn làm đối phương sợ thì còn thiếu chút. Trừ phi Lang Hàn bước vào thất bộ, trong người tu ra vị diện siêu cao đẳng, có năng lực giết thất bộ thì tin tưởng trong năm người sẽ có người thỏa hiệp. Lang Hàn lắc đầu nói, thôi, lười chơi với các ngươi. Lăng Hàn túm năm trí tôn bay đi chiến trường vực ngoại, lần này đưa cả năm ra chiến trường. Chỉ hơn 10 ngày sau Lang Hàn đã đến nơi, hắn giơ tay ném năm trí tôn vào đường hầm chủ chiến trường. Lang Hàn lạnh lùng nói, hãy làm chuyện các ngươi nên làm, nếu bị ta ở bên ngoài bắt được thì các ngươi thật sự nên chuẩn bị ở dưới hầm cầu một vạn năm đi. Năm người sung viêm nhìn Lang Hàn chằm chằm, lòng rực cháy lửa giận, nhưng còn cách nào? Thực lực không bằng người ta. Thôi, năm người xoay người đi sâu vào chủ chiến trường. Khi bọn họ đi vào phạm vi nhóm lâm lạc cảm giác được làm tất cả rất bất ngờ. Chuyện gì đây? Sao năm người lại đến nữa? Đặc biệt là phá nhạc, chẳng phải lần trước đã bỏ chạy sao giờ trở về. Năm trí tôn xấu hổ không dám giải thích, lập tức tham gia chiến đoàn chút cơn tức lên đầu cuồng loạn. Trường 3432, diễn kịch, Lăng Hàn ngẫm nghĩ, đi vào đường hầm chiến trường phụ. Rời khỏi chiến trường vực ngoại đã rất lâu, hắn nên đi xem, hơn nữa có một ít nợ cũ vẫn chưa thanh toán. Khi Lăng Hàn đến tiền tuyến vừa lúc gặp quân cuồng loạn công kích, một mảnh đen kịt như rời núi lấp biển. Bên huyền mạc vị diện người người đều hết sức căng thẳng. Quân cuồng loạn ngày từng ngày mạnh hơn, còn bọn họ thì giảm bớt số người, cứ tiếp tục thế này sao mà được. Sau trận chiến này có bao nhiêu người sẽ vĩnh viễn không cách nào trông thấy ngày mai. Bùm, bọn họ bỗng thấy một luồng sáng từ xa bay tới, vụt qua tường thành lao vào quân cuồng loạn. Cảnh tượng làm họ ra đầu tê dại, trong ánh sáng lấp lóe quân cuồng loạn từng người nổ tung thành mưa máu. Thành phần quân cuồng loạn rất phức tạp, dưới từ chuẩn thiên tôn trên đến lục bộ, nhưng ánh sáng vụt qua đâu thì chuẩn thiên tôn hay lục bộ đều thành mưa máu. Chỉ một kích, nguyên quân đoàn cuồng loạn bốc hơi, chỉ còn lại ít ỏi mười mấy người. Cái này, đây là đại nhân vật nào ra tay, kinh khủng thế, bọn họ nhìn phương xa, thấy một thanh niên đạp bầu trời đi tới, thân hình thon dài như chứa sức mạnh to lớn chân áp khung trời vạn cổ, khiến người chỉ muốn quỷ lại. Đó là, Lăng Hàn, hắn trở lại, mọi người vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Năm đó Lăng Hàn một kích diệt 90% quân cuồng loạn, hiện giờ vương giả trở về, thực lực mạnh hơn một bậc, một kích giải quyết trọn ổ. Trợ thủ như vậy đương nhiên khiến người hưng phấn, nhưng cũng làm người ta sợ. Quá mạnh, còn ai có thể chế ngự được hắn, nhưng nhiều người vẫn ôm ý tưởng lạc quan, Năm xưa Lăng Hàn bị năm người sung viêm buộc rời đi, hiện giờ hắn trở về, có tình có nghĩa như thế làm sao hại đồng bào được. Lâm U Liên lên tiếng chào trước, Lăng Huynh, đã lâu không gặp, Ngô Hạo Dương gật đầu chào. Lăng Huynh, trước sức chiến đấu vô địch của Lăng Hàn làm Ngô Hạo Dương phải gọi một tiếng Lăng Huynh. Bạch Mễ Phạn nhảy cẫng lên muốn ôm Lăng Hàn. Đại ca, Lăng Hàn vội đẩy đối phương ra, biến đi, không thấy tẩm sao. Tân khí hổ không nói chuyện, chỉ nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng nhìn tân khí hổ, mắt hắn rực cháy ngọn lửa. Bệnh hổ, hôm nay phải tính sổ giữa chúng ta. Tân khí hổ ra vẻ kinh ngạc hỏi, giữa chúng ta có sổ nợ gì sao? Sau đó tân khí hổ gật gù, cũng đúng, người nợ ta nhiều nhân tình, cũng nên trả lại. Còn người lăng hàn co rút, hả, cái tên này ra mặt còn dày hơn hắn. Lâm U Liên lên tiếng, lăng huynh đúng là nên cảm tạ tân huynh, là sao? Lăng hàn nhìn lâm U Liên, hắn luôn ôm hảo cảm và cảm kích rất lớn với lâm gia nếu lúc trước không có lâm ra nhiều lần giúp đỡ có lẽ lang hàn đã không sống đến ngày nay ít nhất sẽ không có sức chiến đấu vượt đỉnh thất bộ nhanh như vậy nên lang hàn vui lòng nghe lâm u liên nói chuyện lâm u liên cười áy náy với lăng hàn ta cũng mới biết gần đây thôi tân huynh luôn nhằm vào lăng huynh thật ra là vì mấy vị trí tôn nhóm gia phụ sắp xếp lang hàn trầm giọng hỏi tại sao lâm u liên trả lời vì thiên tài như lang huynh phải cho áp lực đủ lớn mới khiến huynh hăng hái tiến lên trước luôn giữ động lực lăng hàn ngạc nhiên thật sự như vậy sao lâm u liên bổ sung thêm lăng huynh ngẫm kỹ lại đi tuy tân huynh nhiều lần bức ép nhưng có lần nào khiến huynh rơi vào tuyệt cảnh lăng hàn ngẫm nghĩ nếu nói tân khí hổ chèn ép hắn ban đầu là khiến hắn chấp hành kế hoạch chém đầu nhưng vì lăng hàn nắm giữ năng lực xuyên qua vị diệt nhiệm vụ này có kinh không hiểm nhưng vì có thuộc hạ của cuồng loạn ở bên cạnh nội ứng khiến hắn suýt bị cuồng loạn oanh sát lâm u liên tiếp tục tẩy trắng cho tân khí hổ Lăng huynh nên biết lúc nhóm sung viêm đại nhân quyết định huynh là phản đồ thì tân phó đại nhân đầu phiếu chống đúng thật hành động của tân khí hổ hơi mâu thuẫn lúc trước lăng hàn kịch chiến với phong vô định từ bỏ phòng ngự mặc người oanh kích nhưng tân khí hổ rời đi công kích khi đó gã có đánh chết lăng hàn cũng có thể chối là không kịp rút tay về không đúng lăng hàn nhìn tân khí hổ ngươi lần đầu tiên đánh với ta đúng là tràn ngập sát ý cái này tuyệt đối không giả tân khí hổ mỉm cười nói lúc đó đúng là muốn giết ngươi cũng vì chuyện này nên sau đó lâm lạc đại nhân tìm ta hỏi ta có đồng ý hỗ trợ chấp hành kế hoạch không ta đồng ý nhưng nói với lâm đại nhân nếu ta tham gia tuyệt đối không nương tay lúc nên ra tay thì sẽ không nương tình nếu không làm vậy thì chỉ nuôi dưỡng ra cặn bã nếu không sánh bằng tân khí hổ ta thì dựa vào cái gì cứu nguyên thế giới tân khí hổ khoanh tay trước ngực bộ dạng vinh váo lang hàn không nói gì thêm trong lòng hắn đã tin điều này mới giải thích tại sao lập trường của tân gia rất mâu thuẫn hơn nữa nhờ tân khí hổ mà lăng hàn tích lũy động lực không có cuối không thì tiến cảnh tu vi không mau như vậy nhưng bộ dạng của tân khí hổ thật đáng đánh lăng hàn lạnh lùng nói ta không tin ầm lăng hàn phát ra khí thế vô tận sát ý âm trầm nếu là thực chất sẽ khiến người đau nhức khắp mình nên biết người ở đây đều là thiên tôn bọn họ mà còn thấy toàn thân như bị đau cắt đủ biết thực lực của lăng hàn mạnh đến mức nào sát ý đậm bao nhiêu Tân khí hổ biến sắc mặt, tuy gã có sức chiến đấu thất bộ nhưng không phải thất bộ trí tôn, khí lực không đến bất tử bất diệt. Phong vô định chết thì tân khí hổ cũng có thể chết. Tân khí hổ cao giọng quát, lăng hàn, đã đến lúc này rồi ta không cần thiết lừa ngươi. Lăng hàn xông lên, ai quan tâm ngươi lừa hay không, làm ta khó chịu thì nên nhận lấy hậu quả. Bùm, tốc độ của lăng hàn quá mau, trong phút chốc tạc nổ không gian sau lưng hắn. Chớp mắt lăng hàn đã xuất hiện trước mặt tân khí hổ, một đấm đánh qua bùm tân khí hổ bị đánh bay ra ngoài dù gã có được sức chiến đấu thất bộ thì sao vẫn chưa đến đỉnh thất bộ hơn nữa tới đỉnh thất bộ thì thế nào mạnh như đám sung viêm còn bị lăng hàn đè đầu lăng hàn đuổi theo sát ý hóa thành thực chất tay phải vươn ra lực lượng vô tận ngưng tụ hóa thành trường kiếm đâm vào tân khí hổ tân khí hổ tái mặt gã không đỡ được chiêu này nhưng không đỡ được cũng phải ngăn lại nếu không chỉ có đường chết tân khí hổ thét dài dốc hết sức đánh ra bí pháp vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng, có gì dùng cái đó, đã bất chấp tất cả. Nếu không còn mạng sống thì mọi việc cũng xong, chương 3433, vào thế giới cuồng loạn. Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, Bạch Mễ phản vội tấn công Lăng Hàn, ngăn cản hắn giết người. Tiếc rằng lúc Lăng Hàn còn là ngũ bộ có thể đứng yên cho bọn họ oanh kích mà không dụng cộng lông, càng đừng nói bây giờ. Trong tình huống cảnh giới ngang bằng có ai đấu lại Lăng Hàn. Có yêu nghiệt hơn nữa cũng không thể. Bùm 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 công kích đánh vào người Lăng Hàn đều bị bật vệ, không đem lại chút tác dụng. Lăng Hàn chỉ dùng quyền lực chấn làm phòng ngự của tân khí hổ như băng tuyết gặp nước sôi nhanh chóng tan rã. Xoẹt, một kiếm đâm tới, tân khí hổ nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi óc gã vụt qua nhiều suy nghĩ cuối cùng thành cười khổ. Ồ, sao không thấy đau? Tân khí hổ hé mắt ra, thấy Lăng Hàn cười tủm tỉm nhìn mình, trường kiếm ngưng tụ bằng lực lượng bản chất đã biến mất. Đệt, ngươi đùa giỡn, Lăng Hàn lạnh nhạt nói, Ngươi diễn kịch lừa ta thì ta cũng lừa ngươi một lần mới thanh toán nợ nần. Tân khí hổ ức chế, làm giống thật quá vậy, mới rồi gã tưởng mình chết thật. Ba người lâm u liên thở phào, bọn họ thật sự sợ lang hàn làm thịt tân khí hổ, vậy thì chẳng biết tân phó sẽ điên tiết làm cái gì. Bùm, lang hàn bỗng hô nắm đấm đánh vào mũi tân khí hổ, khí lực như gã cũng không chịu nổi chảy máu mũi ròng ròng. Tân khí hổ ngạc nhiên ngây thơ vô số tội nhìn lang hàn. Lại làm gì nữa đây? Lang hàn nói, Ngươi đã thừa nhận lần đầu tiên muốn giết ta, không đánh ngươi một trận sao cho ta chút giận được. Lăng Hàn liên tục tung cú đấm, thực lực nghiền áp làm tân khí hổ không có sức đánh lại, chỉ biết chịu đòn. Ba người lâm u liên định khuyên nhủ nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Dù sao Lăng Hàn không giết người, cứ để hắn chút cơn tức đi. Lăng Hàn đánh sướng tay, tuy chứng minh tân khí hổ luôn diễn kịch nhưng ai kêu tên này ngay từ đầu có ý nghĩ muốn giết hắn. Quan trọng là biểu tình vinh váo của tân khí hổ rất đáng đánh, chút giận xong lăng hàn ngừng tay, nở nụ cười vừa lòng. Lục bộ thì sao, tân khí hổ vẫn bị đánh mặt mũi bầm dập, thảm không đành lòng nhìn. Tân khí hổ tức giận quát, lăng hàn, lăng hàn lườm lại, người còn kêu một tiếng có tin là ta đánh thêm một canh giờ không? Tân khí hổ câm nín, ai kêu lăng hàn đã thành đại thế, có thể nhẹ nhàng hành gã. Tuy không còn nguy hiểm mạng sống nhưng không có nghĩa là gã không cần sĩ diện. Bạch mễ phạn nhảy ra giảng hòa, thôi nào, mọi người cùng nhau uống rượu đi. Nam thiên kiêu tụ tập uống rượu tán gẫu đều là khí phách phấn chấn tất nhiên tâm tình của tân khí hổ không được tốt luôn suýt xoa chạm nhẹ mặt mình đau chết lâm u liên cảm khái lăng hàn người rốt cuộc bước vào lục bộ sức chiến đấu này thật khủng bố năm đó lâm u liên còn hóa giải một rắc rối dùm lăng hàn nhưng bây giờ thì sao mười nàng cộng lại cũng không đánh thắng lăng hàn nên biết lâm u liên có sức chiến đấu thất bộ trung kỳ nhưng nàng đã đến cực hạn lục bộ Trừ phi đột phá thất bộ không thì chẳng tiến bộ sức chiến đấu thêm được. Cảnh giới càng cao càng khó chiến đấu vượt cấp, đặc biệt là đẳng cấp lục bộ thất bộ. Ngô Hạo Dương hỏi, hiện giờ ngươi mạnh đến mức nào? Năm đó Ngô Hạo Dương còn có hùng tâm tranh phong với Lăng Hàn, bây giờ thì biết hắn đã bỏ xa gã. Lăng Hàn khiêm tốn nói, mạnh hơn thất bộ bình thường một chút. Tân khí hổ nhe răng, một chút khỉ mốc, gã là người bị hại, tự mình thể nghiệm sự cường đại của Lăng Hàn, đẳng cấp biến thái mới đúng. Lâm U Liên nghiêm túc hỏi, tiếp theo Lăng Huynh có dự định gì không? Bạch Mễ Phạn cũng hỏi, sau này đại ca sẽ đóng giữ nơi này sao? Lăng Hàn ngẫm nghĩ, lắc đầu, hắn canh giữ ở đây rất lãng phí. Có Lăng Hàn ở tất nhiên trận tuyến nơi này không thể giao động, nhưng then chốt nằm ở chiến trường chính. Nếu chiến trường chính bị công chiếm, nơi này có phòng thủ kín không kẽ hở thì sao? Lăng Hàn chậm rãi nói, ta muốn, từ nơi này tiến vào bên trong cuồng loạn, cái gì, bốn thiên kiêu đều lộ vẻ giật mình, thế này qua điên cuồng. Đây là địa bàn của cuồng loạn, nếu đi vào trong thì bọn họ không thể rút ra lực lượng vị diệt, khi không hao mất chút sức chiến đấu. Trừ thất bộ bất tử bất diệt ra làm vậy khác nào tự sát. Lăng Hàn rất mạnh, bọn họ thừa nhận, hắn đã có thể sánh ngang thất bộ thế hệ trước, thậm chí vượt qua. Nhưng so với cuồng loạn, không ai tin tưởng, dù người yêu nghiệt đến đâu cũng phải đi vào thất bộ đã, vì cuồng loạn vốn là siêu yêu nghiệt. Lâm U Liên vội khuyên nhủ, Lăng Huynh xin đừng xúc động, bạch mễ phạn nói đúng rồi đại ca nên bàn bạc kỹ hơn lang hàn cười nói yên tâm cuồng loạn không dễ giết ta lực lượng vị diện của hắn tự thành một thể không cần ỉ lại huyền mạc vị diện dù khai chiến ở đâu cũng sẽ không suy yếu sức chiến đấu của hắn nên lang hàn mới dám vào sâu trong địa bàn của cuồng loạn đi nhìn xem siêu yêu nghiệt hóa thân vị diện này có bộ dạng thế nào lâm u liên bạch mễ phạn đều cố khuyên tân khí hổ miễn cưỡng cảnh cáo hắn nhưng lang hàn đã quyết ý một mình lang hàn lên đường, từng bước đi xa, mọi người đứng trên tường thành nhìn theo, trong lòng vừa lo lắng vừa hưng phấn. Lo vì cuồng loạn quá mạnh, số một trên trời dưới đất. Lang hàn không phải thất bộ thật sự, miễn không thật sự bất tử bất diệt thì đụng độ cuồng loạn sẽ phải run dày. Hưng phấn vì luôn là bọn họ bị cuồng loạn chèn ép, lần này rốt cuộc có thể phản kích. Gió thổi hưu hưu, tráng sĩ ra đi biết khi nào về. Lăng Hàn sải bước đi nhanh, hắn tràn ngập tin tưởng. Từng bước một, nhìn như lăng hàn đi chậm nhưng một bước vượt ức vạn dặm chỉ nửa ngày sau hắn vào thế giới kỳ lạ nơi này một mảnh âm u lăng hàn như ở trong ổ sâu lớn dưới lòng bàn chân gồ ghề có các cái lỗ nhô ra trên đầu là vách lởm chởm cũng đầy lỗ nơi này một mảnh tính mịch không tiếng động không có sinh linh không có thực vật như mảnh đất hoang vu lăng hàn không tin nếu là đất hoang vu thì nơi này không thể gọi là vị diện lăng hàn đi một lúc cuối cùng thấy cảnh tượng khác nhau một gốc thực vật, tạm thời gọi là thực vật đi, đại khái cao trăm trượng, đen nhánh, có lá cây. Nhưng lá là hình dạng các loại vũ khí, rất kỳ lạ. Nó kết trái, rất lớn, dài một trượng, thô nửa trượng, từng trại lủng lẳng. Đó là cái gì? Tiên quả, lăng hàn tới gần, dựng lên phòng ngự, bốn quả cầu ánh sáng chuyển động quanh người hắn hóa thành một hình chóp tam giác có thể ngăn chặn mọi công kích. Trường 3434, dụ nói ra. Lăng hàn giơ tay ấn lên trái cây, bóc, vỏ trái cây mấp máy. Lăng Hàn ngạc nhiên, cái gì vậy? Ngón tay Lăng Hàn như đao xẹt qua, vỏ trái cây nứt ra, nhiều chất lỏng ứa ra, một thứ chỉ cỡ một thước vọt ra. Lăng Hàn nhướng cao chân mày, đây là hình thức ban đầu của quái vật cuồng loạn, thứ này còn nhỏ, thực lực chỉ cỡ tiên vương tam trọng thiên nhưng đã rất hung dữ, nó lập tức táp Lăng Hàn. Bộp, Lăng Hàn tùy ý một cước dẫm chết nó, không có trời đổ mưa máu, dường như ông trời không quan tâm. Cũng đúng, vị diện là bản thân cuồng loạn, mấy con này là binh sĩ nó tạo ra, có cần đau lòng vì chết một con không? Lang Hàn quét mắt qua, xung quanh có nhiều thực vật, có giống cây này, có giống dây leo bám trên vách tường, trái cây rũ xuống, đưa mắt nhìn vô cùng tận. Đây là nơi cuồng loạn chế tạo đại quân của nó sao? Không phải trống rỗng sinh ra mà được dựng dục như vậy. Lăng hàn hừ mũi, ngón tay xẹt qua, kiếm khí sắc bén tung hoành. Bụp bụp bụp, từng gốc thực vật bị lăng hàn chém đứt, trong kiếm khí kèm theo vô thượng nghiệp hỏa đốt đám thực vật thành cho. Những trái cây khó tránh khỏi vạ lây, kiếm khí qua sắc bén tước chết quái vật núp bên trong, có con may mắn trốn một kiếp nhưng thành cho trong vô thượng kiếp quả. Két, thanh âm chói tai vang lên, dưới đất, trên trời, những con quái vật chui ra từ các cái lỗ. Chúng nó là quái vật đã trưởng thành, đều vào thiên tôn vị, tỏa ra hơi thở cường đại. Thì ra sau khi được dựng dục từ trái cây chúng nó sẽ chui vào lỗ ẩn núp, đợi cuồng loạn ra lệnh một tiếng liền hành động cuồng loạn không ra có nhiều quái vật hơn đều là là phế vật lăng hàn thả sức tấn công nơi này không phải huyền mạc vị diện hắn không lo chiến đấu quá kịch liệt pha nát huyền mạc vị diện có bị tan nát thì cũng là cuồng loạn với thực lực hiện tại của lăng hàn có con quái vật nào đỡ nổi một kích của hắn một đấm đánh nát tất cả lăng hàn tung hoành phá hoại làm vậy có lẽ sẽ gây chút ảnh hưởng cho cuồng loạn dù rất bé nhỏ nhưng cũng sẽ giảm bớt áp lực cho nhóm lâm lạc ở chiến trường chính lăng hàn hú dài người háo ổng dài lao vút đi thấy gì phá nấy lang hàn lên trời dỡ vách hang ngạc nhiên phát hiện khi đánh phá vách hang đến mức độ nào đó thì hắn đi vào một cái hang khác cũng là dưới lòng bàn chân gồ ghề có các lỗ trên đầu cũng vậy đầy thực vật rũ xuống trái to bên dưới cũng thế dường như nguyên vị diện là công nghiệp quốc phòng của cuồng loạn lang hàn thỏa thích ra tay sức chiến đấu của hắn đã vượt xa đỉnh thất bộ bình thường lực phá hoại đáng sợ biết bao một kích đấm ra trời sụp đất nứt nhưng nơi này là vị diện cũng là thân thể của cuồng loạn mức độ cứng rắn của nó vượt xa huyền mạc vị diện và viêm xương vị diện cũ dù lăng hàn dốc hết sức oanh kích thì chỉ có thể đẩy núi lấp biển nếu ở trên huyền mạc vị diện thì một kích của lăng hàn có siêu uy lực đập nát mấy ức núi to đất đai nơi này cứng như phệ kim thiết đại thành không đúng phải nói là rất giống tài liệu tường thành trong chiến trường vực ngoại lục bộ khó đánh nát sức chiến đấu như lăng hàn cũng gây ra sức phá hoại có hạn nhưng lăng hàn rất vừa lòng vì cuồng loạn hóa thân vị diện bản thân là đẳng cấp thất bộ nghĩa là lang hàn vốn không thể làm chỗ này sứt mẻ một ly nhưng hắn đã làm được điều này có ý nghĩa gì cuồng loạn hóa thân vị diện nhưng vị diện quá lớn khiến lực lượng của nó bị phân tán ảnh hưởng phòng ngự không đến mức độ bất tử bất diệt của thất bộ hoặc vì cuồng loạn chưa hoàn toàn hóa thành vị diện bản thể của nó hoặc nên nói là hạch tâm đang núp trong xó xỉnh nào đó bất tử bất diệt chỉ áp dụng cho phần nhỏ này rốt cuộc là khả năng nào có lẽ hai suy đoán đều sai lăng hàn không quan tâm hiện giờ hắn có thể phá hoại nơi này vậy thì cần gì khách sáo giết lăng hàn vận dụng lực lượng trong người năm loại lực lượng bản chất vô cùng vô tận có thể liên tục không ngừng hấp thu dù nơi này là địa bàn của cuồng loạn có lẽ bị giới hạn nhưng lăng hàn có thể câu thông hư không lực lượng bản chất ở nơi đó càng dồi dào hơn lực lượng vị diện trong người lăng hàn sinh sôi không dứt mỗi giây mỗi phút sinh sản nếu không sử dụng thì nó sẽ tăng độ cứng cho vị diện của hắn, không cần lo lắng bị kiệt sức. Cuồng loạn đâu, tại sao chưa xuất hiện, chờ mắt nhìn vật nó tạo ra bị oanh diệt sao. Quái vật bình thường cũng đành thôi, quan trọng là những cây mẫu bồi dưỡng ra quái vật, tin tưởng chúng mới là bảo bối cuồng loạn chú trọng. Đại quân quái vật liên tục chui ra từ vách hang, như đàn kiến. Nhưng nhiều quái vật hơn nữa có tác dụng gì, lang hàn chỉ cần chấn động lực lượng là quái vật ngã gục rào rào như gặt lúa. Quái tự bạo cũng đi ra, nhưng dù sức chiến đấu thất bộ nổ quanh lăng hàn cũng vô ích lực phòng ngự của hắn mạnh hơn ngũ bộ gấp trăm lần nếu không như vậy thì lăng hàn nào dám một mình đến địa bàn của cuồng loạn một giọng nói vang lên trong thức hải của lăng hàn ngắc ngứ như đã lâu không nói chuyện tại sao đối địch với ta cuồng loạn rốt cuộc không ngồi yên lăng hàn cười phá lên dao động thần thức đáp lại ngươi và ta lập trường khác nhau còn cần lý do khác sao cuồng loạn nói ngươi là ta một tay tạo nên Nói theo cách của nhân loại thì ngươi phản bội." Lăng Hàn cười khẩy nói, "Ngươi không phải nhân loại, bớt nói nhảm đi. Hơn nữa ngươi chỉ chọn chúng ta chứ không phải ngươi tạo nên ta, đừng nhận vơ. Ta hỏi ngươi, ngươi chọn chúng ta có phải vì trong thức hải của ta có một đoàn sáng?" Cuồng Loạn không đáp ngay, thật lâu sau nó mới nói, "Không ngờ ngươi phát hiện bí mật trong thân thể của mình." Cuồng Loạn không trả lời ngay mặt nhưng thế này tương đương với thừa nhận, đúng là nó biết trong thức hải của Lăng Hàn có đoàn sáng. Lăng Hàn phát tán suy nghĩ, hắn được cuồng loạn chọn vì đoàn sáng trong người, nhưng ý chí thế giới thì nghĩ sao? Đoàn sáng là công lao của ý chí thế giới, hay ý chí thế giới bị đoàn sáng hấp dẫn? Lăng Hàn không suy nghĩ sâu xa hơn, hắn tiếp tục dụ cuồng loạn thổ lộ. Cuồng loạn từ nguyên thế giới đời trước luôn sống đến bây giờ, hơn nữa luôn sắm vai nhân vật phản diện lớn nhất, chắc chắn nó biết nhiều bí ẩn. Ngươi nên biết phân thân đời trước của ngươi lại xuất thế. Âm 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 xung quanh vang tiếng nổ điếc tai, có lẽ cuồng loạn đang điều binh khiển tướng. Lăng Hàn không quan tâm, hắn chỉ muốn xác định rõ vài suy đoán từ miệng cuồng loạn. chương 3435, ếch ngồi đáy giếng. Cuồng loạn lạnh lùng nói, thế thì sao, đó chỉ là thân kiếp trước bị ta cởi xuống, kiếp này ta càng mạnh. Lăng Hàn cười nói, nhưng ngươi không muốn biết là ai chủ đạo sống lại thân kiếp trước sao. Cuồng loạn tạm dừng một lúc mới hỏi, là ai, Lăng Hàn cười nói, chúng ta trao đổi đi, hãy nói cho ta biết thế giới chi hạch là cái gì. Cuồng loạn lặp lại một lần, thế giới chi hạch, cuồng loạn mờ mịt hỏi, đó là cái gì, cuồng loạn không biết thế giới chi hạch là gì, không thể nào, nghe tên là biết, vị diện chi hạch là hạch tâm của vị diện, vậy thì thế giới chi hạch nên là hạch tâm của nguyên thế giới. Hạch tâm vị diện giúp vạn ảnh, kim tàm đột phá thất bộ, giúp lăng hàn bước vào ngũ bộ, có sức chiến đấu thất bộ. Vậy suy ra thế giới chi hạch có khả năng khiến thất bộ tiến đến bát bộ nên đám sung viêm mới chú ý chặt chẽ, nhưng bây giờ cuồng loạn bảo là nó không biết thế giới chi hạch là cái gì. Là thật sự không biết hay cố ý che giấu, lăng hàn thầm phán đoán, tư liệu trong tay hắn quá ít, hắn chỉ biết danh từ thế giới chi hạch thì lấy gì làm căn cứ. Lăng hàn cố ý nói, thế giới chi hạch quan trọng như vậy mà ngươi không biết. Mấy đối thủ cũ của ngươi như nhóm sung viêm, phá nhạc đều muốn có thứ này. Cuồng loạn do dự, tuy nó hóa thân vị diện nhưng trí tuệ không thấp chút nào năm người sung viêm đột nhiên rút ra chiến trường vực ngoại khiến cuồng loạn khó hiểu chắc chắn có âm mưu gì nên lang hàn nhắc nhở làm cuồng loạn càng nghi ngờ hơn thế giới chi hạch rốt cuộc là cái gì năm người sung viêm rời đi vì thứ này cuồng loạn không chìm trong suy tư nữa hừ làm dối lòng ta chỉ cần bắt giữ ngươi là ta sẽ biết hết bí mật của ngươi ầm um, vách hang vỡ ra một đại quân xông vào lang hàn cười nói cuồng loạn người nghĩ bằng vào loại rác rưởi này có thể ngăn được ta sao tuy là đại quân lục bộ sông đến nhưng chẳng đáng gì trước mặt lăng hàn cuồng loạn lạnh nhạt nói rồi ngươi sẽ biết nói về kiên nhẫn thì cuồng loạn thắng bất cứ ai trên đời phát ngang hai đời nguyên thế giới sinh mệnh của cuồng loạn quá dài lâu đại quân cuồng loạn không tấn công trước đám lục bộ tụ tập lại hai hợp thành một hợp nhất lại hợp nhất số lượng ít nhất nhưng phát ra khí thế càng mạnh xem tình hình là muốn đột phá thất bộ dù là cuồng loạn cũng có giới hạn nó chỉ có thể tạo ra sinh linh lục bộ không thể nhúng chàm đẳng cấp thất bộ. Nhưng cuồng loạn dùng cách khác khiến thuộc hạ có sức chiến đấu thất bộ. Dung hợp với nhau, thật lâu trước kia Lăng Hàn đã thấy rồi, nhưng dung hợp kiểu này có điểm yếu chí mạng là tính ổn định. Không thể kéo dài lâu, tối đa 3 ngày sau đó sẽ vì lực lượng đáng sợ trong người khiến cơ thể nổ tung. Lăng Hàn không sợ, thứ nhất vì thực lực của hắn hơn xa thất bộ bình thường. Thứ hai, loại thất bộ dung hợp kiểu này chỉ có sức chiến đấu thất bộ nhưng khí lực thì kém xa. Không đáng lo, vẫn câu cũ, miễn cuồng loạn không ra thì Lăng Hàn không sợ ai hết. Rất nhanh có 7 con quái dung hợp hoàn toàn thành hình, toát ra hơi thở đẳng cấp thất bộ. Ngoài ra có nhiều quái vật hơn đang dung hợp tạo ra nhiều thất bộ. Lăng Hàn khoanh tay đứng, "Cuồng loạn, lại đến tâm sự đời đi, ngươi không cảm thấy vô địch là chuyện rất nhàm chán sao? Giờ ngươi còn có chuyện làm, nhưng khi ngươi nuốt nguyên thế giới rồi thì sẽ cô đơn lắm." Cuồng loạn lạnh lùng nói, "Con kiến ngu xuẩn ngươi không nhảy ra miệng giếng sao biết thế giới to lớn hả vậy là sao tim lang hàn đập nhanh hỏi ý của ngươi là ngươi nhảy ra miệng giếng nhìn thấy thế giới càng đặc sắc hơn cuồng loạn cười khẩy nói ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao lang hàn cười nói cứ nói đi ta nghĩ ngươi một mình nghẹn lâu như vậy chắc rất muốn chia sẻ với người khác nếu ngươi thẳng thắn thổ lộ thì ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật thân kiếp trước xuất hiện lại cuồng loạn lạnh lùng nói không cần Ta vô địch thiên hạ, bí mật gì cũng không ảnh hưởng đến ta. Tổ cha nó, thật khó lừa. Lăng Hàn thở dài, đành từ bỏ ý định dụ cuồng loạn khai ra, hắn hút dài vung nắm đấm tấn công quân cuồng loạn. Đã có 9 con quái dung hợp thành hình, tức là 9 sức chiến đấu cấp thất bộ lao vào Lăng Hàn. Ầm, um, hai bên đại chiến, Lăng Hàn không sợ chút nào, quanh người hắn có thuận ánh sáng phòng ngự vòng quanh, thân thể không bị gì, cú đấm đánh ra bộc phát lực lượng nghiền áp thất bộ. Bùm, trong phút chốc một con quái thất bộ bị Lăng Hàn đấm thủng ngực, nhưng ngực nó bắn ra ánh sáng đáng sợ hình thành vụ nổ lớn. Vụ nổ rất kinh khủng, Lăng Hàn bị hất văng ra đập mạnh vào vách hang, nghiền nát vách tường. Lăng Hàn liên tục thụt lùi mãi khi xuyên thủng ba lớp vách hang mới hết xung lực. Lăng Hàn nhe răng, phòng ngự trên người bị tước hết 33 tầng. Nên biết tuy tổng số là 100 lớp nhưng lực phòng ngự mỗi lớp mạnh hơn lúc ngũ bộ gấp chục lần, tương đương với có được ngàn lớp phòng ngự. Lăng Hàn bị xé 33 tầng nghĩa là nếu hắn còn là ngũ bộ thì một kích kia ít nhất đánh hắn bị thương nặng hoặc bị oanh sát. May mắn, Lăng Hàn thầm gật đầu, may mắn hắn không bị thực lực mạnh mẽ làm mụ đầu, khi còn là ngũ bộ không xúc động chạy tới đây. Bây giờ Lăng Hàn không sợ đám quái vật này. Lăng Hàn động ý niệm, lớp phòng ngự bị đánh nát đã phục hồi, viên mãn không sức mẽ. Giết, Lăng Hàn lao về, hai nắm đấm múa may, sức chiến đấu khủng bố sôi trào. Bùm 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 bùm. Ba quái dung hợp thất bộ cùng nổ tung hóa thành bão năng lượng như tận thế lại đánh Lăng Hàn bay ra ngoài. Lợi hại, Lăng Hàn líu lưỡi, ba con quái vật cùng nổ tước 63 tầng phòng ngự của hắn. Vì sao lợi hại dữ vậy? Trong đầu Lăng Hàn nhớ lại, lập tức hiểu ra, hóa ra trong đám quái dung hợp có nhiều quái nổ, mỗi con ít nhất dung hợp 10 quái vật như vậy thì uy lực rất khủng khiếp. Xung quanh còn có quái vật lục bộ đang dung hợp, nhưng số lượng quái nổ rất ít. Chuyện bình thường, dù là cuồng loạn muốn tạo ra quái vật có lực lượng thất bộ cũng rất khó khăn. Dù chỉ có thể bùng nổ một lần thì vẫn đánh vỡ giới hạn nào đó, sao có thể chế tạo quy mô lớn? Lăng Hàn không định chiến tiếp, đám quái vật này có tiêu diệt nhiều cỡ nào cũng vô dụng, cùng lắm tạm giảm bớt áp lực chiến trường, không lâu sau quân cuồng loạn sẽ phục hồi quy mô, tiếp tục chiến trường. Vậy thì cứ thoải mái phá hoại trước khi rời đi. Chương 3436, tìm được đường sống. Lăng Hàn lao ra, cố gắng tránh khỏi quái thất bộ. Nếu không né được thì chỉ đánh một phát, làm vậy dù bị sóng sung kích vụ nổ lan đến cũng sẽ không xé rách phòng ngự của hắn. Không có thân bất tử thật sự thì phải lo lắng nhiều điều. Lăng hàn cảm khái, rõ ràng thực lực của hắn cao hơn đám sung viêm mảng lớn nhưng chiến đấu với những con quái vật này phải hết sức cẩn thận, không như đám sung viêm hoàn toàn không lo an toàn của bản thân. Bum 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 bum, hang động bị phá sập từng mảng, lăng hàn đặc biệt tiêu diệt những thực vật. Loại cây mẫu này có thể liên tục chế tạo ra quái vật phá hủy nó là hắn sẽ giảm chậm bước chân xâm lược của cuồng loạn nhiều quả nhiên khi lăng hàn công kích nhằm vào những thực vật này đã chọc giận cuồng loạn lúc trước cuồng loạn không ra tay đối phó lăng hàn hình như vì bị nhóm lâm lạc kiềm chế hoặc vì lý do gì khác giờ cuồng loạn vung một xúc tu quất vào lăng hàn bùm lăng hàn không hèn hắn chọn đón đỡ hắn muốn biết một kích của cuồng loạn khủng bố cỡ nào một kích đánh bay lăng hàn một đường đụng gãy chín tầng hang động mới ngừng lại lăng hàn nhìn lại thầm hoảng sợ Lớp phòng ngự trên người chỉ còn 9 tầng. Lực lượng của cuồng loạn mà mạnh thêm chút nữa hoặc công kích dày đặc hơn, một kích nối tiếp một kích thì phòng ngự của Lăng Hàn sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Lăng Hàn động ý niệm, lớp phòng ngự lập tức bổ sung, từ lu mờ đến rực rỡ chói mắt. Không chơi nữa, Lăng Hàn bay đi, cuồng loạn ra tay thì tình huống hoàn toàn khác hẳn. Mạnh nhất thiên hạ vẫn là cuồng loạn, không thể dao động. Lăng Hàn chạy, cuồng loạn đương nhiên không thể nào trơ mắt nhìn Lăng Hàn đến quấy rối phá hoại nặng nề sau đó phủi mông rời đi được. Cuồng loạn vung một cây xúc tu quất qua, ầm, xúc tu xẹt qua kèm theo uy thế đáng sợ. Lăng Hàn chạy rất nhanh, hắn không đấu cứng với cuồng loạn, làm vậy là không khôn ngoan, sẽ chỉ khiến hắn rơi vào vòng vây. Nếu bị quái dung hợp thất bộ đánh chúng thì thật sự sẽ làm hắn bị tổn hại nặng. Xoẹt, xúc tu vụt qua sau lưng Lăng Hàn suýt đánh chúng. Cuồng loạn cười nhạt, vào lãnh địa của ta rồi muốn chạy. Âm, mặt đất trước mắt lăng hàn nhô lên như có sự sống hình thành bức tường. Đây là một vị diện cũng là cơ thể cuồng loạn, nó có thể tùy ý thay đổi thân thể của mình. Bùm, lăng hàn trực tiếp va chạm, bức tường tan vỡ, nhưng tốc độ của hắn cũng chậm lại. Công kích của cuồng loạn đã ấp hướng lăng hàn, lăng hàn xoay người đón đánh. Công kích của cuồng loạn quá đáng sợ, phòng ngự mạnh như của hắn cũng không chịu nổi, dù một kích không thể phá nát hết phòng ngự nhưng lăng hàn vẫn phải cảnh giác. Xung lực mạnh mẽ chấn động, Lăng Hàn cảm giác hai cánh tay tê dại, cả người bị đánh bay ra ngoài. Âm 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 âm, địa hình nơi này xảy ra biến đổi lớn, mặt đất nhăn nheo, con đường trước mặt biến mất, hình thành núi dày. Đã không có đường đi, hoặc là tìm con đường khác hoặc cứng rắn xông qua. Lăng Hàn dứt khoát chọn dũng cảm tiến tới, cuồng loạn có thể thay đổi con đường trước mặt hắn thì cũng có thể thay đổi bất cứ nơi nào. Chỗ này vốn ở trong thân thể cuồng loạn, nó muốn biến thế nào thì biến. Bùm 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 lăng hàn như vị thần phá hoại cứng rắn đụng mở một con đường nhưng đất đai chỗ này vô cùng kiên cố công kích của lục bộ cũng bị chặn lại hiện giờ lực lượng của lăng hàn vượt xa lục bộ nhưng đất ở đây quá dày hắn đánh một đấm thủng cái hố sâu trăm dặm nhưng độ dày cỡ bao nhiêu điều này hạn chế tốc độ của lăng hàn nhiều xúc tu của cuồng loạn dễ dàng đuổi theo lăng hàn xoay người đỡ bùm xúc tu quất bay lăng hàn nhưng nhờ lực lượng một kích của cuồng loạn làm hắn chấn vỡ mảng lớn khu vực phía sau Mặt lang hàn hơi đỏ, một kích kia suýt đánh nát phòng ngự của hắn, nội tạng bị trùng kích nhẹ làm hắn hơi khó chịu. Nhưng không có thời gian cho lang hàn điều chỉnh, hắn lập tức phục hồi lớp phòng ngự rồi tiếp tục lao đi. Cuồng loạn một đường truy sát, lang hàn thì cắm đầu chạy như điên. Lang hàn cảm giác như đi giữa lần danh sống chết, khiến hắn không ngừng hiểu ra, như hư không sinh hoa. Lần này tìm được đường sống hắn nhất định tiến bộ bước dài. Đã lâu lang hàn không thể nghiệm cảm giác như vậy, Cùng với thực lực của hắn đến trình độ nghiền áp đỉnh thất bộ thì trên cõi đời chỉ còn cuồng loạn uy hiếp mạng sống của hắn. Lăng Hàn không ngừng chịu đựng cuồng loạn oanh kích, khóe môi chảy máu. Đến ngày thứ hai, da toàn thân hắn nứt ra, máu tuôn trào nhuộm đỏ cả người. Tốc độ trở về quá chậm, lúc đi chỉ mất nửa ngày lao đến đây, giờ đi một ngày mà Lăng Hàn chỉ mới được nửa chặng đường. Còn cần một ngày nữa, Lăng Hàn cắn răng, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, nhưng không vượt qua nổi thì sẽ chết. Cái chết uy hiếp khiến Lăng Hàn dần dần đào móc tiềm lực, trong người dâng lên sức mạnh vô tận chống đỡ hắn không ngừng mà kiên trì. Cuồng loạn rất giật mình, nếu Lăng Hàn là thất bộ thì thôi, nhưng rõ ràng hắn chỉ là lục bộ, không có khí lực bất tử bất diệt, hắn dựa vào cái gì bị nó oanh tạc như thế vẫn chống đỡ lâu vậy được. Người như vậy, không thể giữ lại, cuồng loạn công kích càng lúc càng cuồng bạo, lúc trước chỉ có một xúc tu quất, giờ thì hai cái, nửa ngày sau có ba cái. Súc tu nhiều hơn không chỉ thay đổi về số lượng mà uy lực cũng tăng nhiều, ba súc tu quất như điên, thế công cuồng bạo như chiều. ầm, um, còn có tinh thần trùng kích, ngưng tụ thành một cây thiên mâu đâm vào lăng hàn, muốn đánh tan thức hải của hắn. Nhưng trong người lăng hàn có ngàn vạn vị diện, mỗi vị diện diễn hóa ra sinh mệnh, dù chỉ là chim bay cá nhảy bình thường, thậm chí thực vật nhưng dù sao có các ý thức. Những ý thức tụ hợp lại thì mạnh đến mức nào, tinh thần trùng kích của cuồng loạn ập đến liền bị những ý thức tóm lấy, tan giã từ từ khi tới gần thức hải đã là nỏ mạnh hết đà, không có sức phá hoại. Mạnh như cuồng loạn cũng có giới hạn, Lăng Hàn vừa nói vừa đi mất, ha ha ha, cuồng loạn, món nợ này ghi lại, không lâu sau ta sẽ trấn áp ngươi. Cuồng loạn âm trầm nói, vung xúc tù thứ bốn, không có lần sau, lần này nếu không thể giết chết Lăng Hàn, chờ đối phương bước vào thất bộ thành tựu khí lực bất tử bất diệt thì đành bó tay. Đương nhiên nếu cuồng loạn có thể nuốt nguyên nguyên thế giới thì lực lượng sẽ lên độ cao mới, có thể oanh sát thất bộ. Lăng Hàn gầm giống một đường lao đi như điên, chương 3437, ai ra tay. Bùm, xéo bên trái đằng trước xuất hiện một đường hầm, mạnh như cuồng loạn cũng không thể ảnh hưởng đường hầm hai giới, đến đây thì một mảnh bằng phẳng. Lăng Hàn cười lạnh, hắn không đi con đường đó mà tiếp tục lao lên trước. Vẫn chưa đến đường hầm hai giới, Lăng Hàn nhủ thầm, hắn đã đi qua bao nhiêu con đường đều nhớ kỹ, đường hầm hai giới ngay tại chỗ này. Còn sớm, nên chắc chắn là giả. Nếu Lăng Hàn bước lên con đường này thì tuyệt đối không đi thông huyền mạc vị diện mà là vào trong người cuồng loạn, có lẽ cả đời cũng không ra được. Đây là cái bẫy cuồng loạn đặt cho Lăng Hàn, vì ở bên trong nó nên rất dễ dàng tạo ra hoàn cảnh như vậy. Lăng Hàn đi thêm 300 trượng thì có hai con đường xuất hiện trước mặt hắn. Lăng Hàn hơi trần trừ, theo hắn dự tính thì đường hầm hai giới nằm ở đây, nhưng xuất hiện hai con đường, chắc chắn một cái là giả do cuồng loạn ngụy tạo ra. Đi con đường giả rất có thể bất giác bị dẫn vào bên trong cuồng loạn. Chọn đường nào đây, đi liền biết, dù sao đường hầm không gian chỉ dài cỡ đó, đi một lúc là ra Huyền Mạc Vị Diện. Nếu con đường đi không thấy cuối thì quay trở lại là được. Lăng Hàn chọn đường bên phải, veo, Lăng Hàn nhảy vào đường hầm, chỉ cỡ hai bước trước mặt hắn xuất hiện bầu trời quen thuộc, lực lượng quen thuộc ập vào mặt. Đây là hơi thở thuộc về Huyền Mạc Vị Diện, đi ra, Lăng Hàn rất ra ngoài nhưng không dừng lại dù cuồng loạn bắt đầu từ chỗ này bị thiên địa huyền mạc vị diện áp chế nhưng vẫn có thể phát huy ra sức chiến đấu khủng bố không thể coi thường lang hàn đi nhanh chạy ra mấy ngàn dặm mới ngừng lại đến đây thì hoàn toàn không thuộc về lĩnh vực của cuồng loạn nó muốn đuổi theo dấu vết của hắn sẽ rất khó khăn lang hàn nằm dưới đất thờ hổn hển hắn đã đánh giá cuồng loạn rất cao nhưng vẫn tính sai không uổng là tai họa số một trong lịch sử quá mạnh lang hàn nhìn bầu trời sám cho muốn đối kháng cuồng loạn phải thôi diễn vị diện trong người đến thượng cao đẳng, không thì phòng ngự của ta không chịu nổi. Trong chiến trường hai giới sắc trời âm u cực kỳ nặng nề. Lần này thu hoạch không nhỏ, phá hủy nhiều cây mẫu, có thể giảm bớt áp lực chiến trường phụ. Cuối cùng chắc cuồng loạn dốc nhiều lực lượng truy sát ta, có tác dụng tích cực đến chiến trường chính. Đối thoại với cuồng loạn không nhiều nhưng đã lộ ra một ít bí mật. Rốt cuộc thế giới chi hạch là gì? Nó có thật sự tồn tại? Ta và nhóm sung viêm biết có thứ này là do ý chí nguyên thế giới đời trước lộ ra. Nhưng ta rất nghi ngờ nó, ấp ấp úng thoạt trông là nhỡ mồm, rất chân thật, nhưng như vậy càng có hiệu quả đánh lừa. Nếu cái gọi là ý chí thế giới đang nói dối thì chưa chắc thế giới chi hạch có thật. Nếu suy luận này là đúng thì tại sao nó lừa gạt ta và nhóm sung viêm? Còn nữa, cuồng loạn dùng câu ếch ngồi đáy giếng nguyệt thì ta, ý nghĩa đằng sau đó là gì? Không lẽ hư không lớn như vậy còn có nguyên thế giới thứ hai, ba hay thậm chí nhiều hơn nữa. Lăng Hàn giật nảy mình, không lẽ nguyên thế giới giống như vị diện từng cái nối tiếp nhau, không có cuối cùng. Ngẫm lại cũng đúng, so với hư không thì nguyên thế giới nhỏ đến tội, nói trong hư không có mấy nguyên thế giới hay nhiều hơn nữa thì cũng có lý. Lăng Hàn thì thào, sự việc ngày càng lờ mờ mê ly, cuồng loạn, ý chí thế giới đang mưu đồ cái gì. Diệt tuyệt có tác dụng gì trong đó. Lăng Hàn có vắt óc cũng không nghĩ ra đáp án cho các câu hỏi, hắn nhanh chóng bỏ dậy, quyết định tạm thời không suy nghĩ nữa. Thực lực cường đại mới là lẽ phải, chỉ cần có đủ thực lực thì một đấm dẹp gọn, không được thì hai đấm. Lăng Hàn trở lại chỗ vách tường chiến trường, thấy hắn toàn thân đẫm máu khiến đám người Lâm U Liên hết hồn. Cuồng loạn có khác, mạnh như Lăng Hàn mà cũng chật vật như vậy, không uổng cái tên quái số một họa loạn thiên hạ. Lăng Hàn cũng ghê gớm, làm lục bộ mà đi đại bản doanh của cuồng loạn đến rồi về đây là điều mà cường giả thất bộ không cách nào làm được lăng hàn kể sơ tình hình nhưng không lộ ra chi tiết nói chuyện với cuồng loạn hắn không muốn khiến nhóm lâm u liên khi không nghi này nghi kia bọn họ nên tập trung vào việc tu luyện lăng hàn hỏi các ngươi khi nào có thể đột phá thất bộ bốn người lâm u liên lắc đầu đột phá thất bộ nói dễ hơn làm không lắng động tích lũy mấy kỷ nguyên thì không thể chờ đến ngày bùng nổ nhìn xem nguyên thế giới đời này đến bây giờ mới dựng dục ra mấy cái thất bộ hơn nữa vì hạch tâm viêm xương vị diện mới giúp phản ảnh, Kim Tàm bước ra bước cuối cùng, không thì chỉ có bảy trí tôn. Bốn người này muốn nhanh chóng đến thất bộ chỉ có thể hy vọng huyền mạc vị diện bị hủy diệt sau đó cống hiến ra một viên hạch tâm vị diện. Lăng Hàn không hỏi nữa, hắn rời khỏi chiến trường vực ngoại chuẩn bị đi dạo từng vị diện, xem có thu hoạch gì mới không. Chỉ cần vị diện trong cơ thể hắn lớn lên là hắn sẽ có tư cách đối kháng lại cuồng loạn. Dù không đánh lại nó nhưng ít nhất bảo đảm không chết, không bị thương. Lăng Hàn lo dưỡng thương trước, may mắn không bị tổn thương gân cốt, rất nhanh khỏe lại. Lăng Hàn xuất phát đi tụ hợp với mọi người trước rồi mới bắt đầu hành trình từng vị diện. Xuyên qua các vị diện, khi Lăng Hàn đến một vị diện thấp kém thì nhận được tin tức khiến hắn cau mày. Khoảng 30 vạn năm trước nơi này có một người phù hợp yêu cầu của Lăng Hàn, nhưng qua 7 vạn năm người này đột nhiên biến mất. Không ai biết người đó đi đâu, dường như chưa từng tồn tại. Lăng Hàn không tin, chắc là cường giả nào ra tay bắt cóc nhưng nơi này có một vị nhất bộ thiên tôn tỏa chấn, làm gã không cảm giác được chút gì thì tu vi của đối phương ít nhất là tam bộ. Vị diện thấp kém xuất hiện tam bộ trí tôn, chuyện này là không thể nào, trừ phi đối phương đến từ vị diện khác. Điều này đáng giá suy nghĩ sâu xa, là ngẫu nhiên đi qua nơi này, phát hiện người đó có thiên phú võ đạo ưu tú nên thu làm đệ tử, lặng lẽ rời đi. Hay, đối phương nhằm vào đoàn sáng trong thức hải của người đó. Nếu là giả thiết một thì đỡ, nếu là cái thứ hai thì rắc rối to. Lăng Hàn ngược dòng thời gian đến 23 vạn năm trước, hắn trông thấy một người trẻ tuổi ở đây rồi bỗng biến mất. Lăng Hàn thiết lập điểm thời gian vào ngày người trẻ tuổi biến mất, xem từ từ. Người trẻ tuổi đang tu luyện bỗng lộ vẻ mặt kinh hoàng sau đó mất tích. Chương 3438, thì ra là ngươi. Lăng Hàn lờ mờ thấy một bàn tay to vươn ra nhưng nó quá mơ hồ. Lăng Hàn muốn xem kỹ nhưng không có cách nào, thời gian qua rất lâu, người ra tay rất mạnh che giấu thiên cơ, khiến thời gian không thể lưu giữ hình ảnh người đó. Dù chỉ nhìn thấy bàn tay Lăng Hàn dám chắc thực lực của người này vô cùng cường đại, ít ra đến thiên tôn ngũ trọng thiên. Lăng Hàn không gióng chống khua chiêng, lại đi tới vị diện tiếp theo, nơi này không có người hắn muốn tìm. Đi mãi đến vị diện thứ 937 rốt cuộc phát hiện người phù hợp yêu cầu. Lang Hàn lấy được tư liệu đoàn sáng trong thức hải của người đó, lòng máy động quyết định không đưa đi huyền mạc vị diện, giữ người đó lại, vờ như không có chuyện gì xảy ra xuyên qua vị diện rất tốn thời gian, trừ loại người đặc biệt như Lăng Hàn ra ai cũng phải mất mấy trăm, mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu. Nên nếu có người cũng đang tìm kẻ có đoàn sáng trong thức hải thì đối phương chắc chắn chậm hơn hắn, sẽ tìm tới cửa. Đợi, ôm cây đợi thỏ, hắn muốn cướp người về. Lăng Hàn ngồi tĩnh tọa một bên, thu giấu toàn bộ hơi thở. Với độ cao Lăng Hàn đang đứng không ai có thể phát hiện hắn trừ phi cuồng loạn tự mình đến. Lại qua 9 vạn năm, Lăng Hàn đột nhiên cảm ứng hơi thở cường đại ập đến đến rồi mắt lăng hàn sán rực hắn vẫn không lộ ra chút hơi thở nào chỉ bình tĩnh ngồi một bóng người lặng lẽ xuất hiện không kinh động bất cứ ai chỉ có tồn tại cường đại như lăng hàn mới cảm ứng được hơi thở của kẻ đó a à, khi lăng hàn nhìn thấy bộ dạng của người này thì lộ vẻ kinh ngạc không tin được không phải hắn mà là nàng diệt tuyệt không ngờ là diệt tuyệt kẻ hủy diệt nguyên thế giới đời trước đang giành giật người với hắn mục đích là gì lăng hàn không quanh co lòng vòng hiện giờ hắn không cần làm vậy nữa. Lang Hàn đứng dậy, bùm, lực lượng vượt qua đỉnh thất bộ dâng lên, đáng sợ vô cùng. Diệt tuyệt bị giật mình nhìn hướng Lăng Hàn, trên khuôn mặt đẹp tuyệt hiện nét hoảng hốt, dường như rất ngạc nhiên khi gặp hắn. Lăng Hàn lạnh lùng hỏi, không được ta đồng ý đã mang đi người của ta, không cảm thấy quá đáng sao. Diệt tuyệt khoanh tay đứng, lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, nhếch mép khinh thường. Người này và tuyệt hỏa ngày xưa tự xưng, nếu, hoàn toàn là hai người khác nhau. Lăng Hàn thở dài, hắn vẫn muốn trông thấy Tuyệt Hỏa, nhưng giờ không quay về quá khứ được nữa. Diệt Tuyệt đầy sát ý nói: "Đừng chống đối ta." Lăng Hàn cười phá lên: "Ha, rõ ràng là ngươi đang cướp người của ta, sao lại thành ta chống đối ngươi?" "Hiện tại ngươi là ai? Tuyệt Hỏa, Diệt Tuyệt hay ai nữa?" Diệt Tuyệt gay gắt nói: "Ngươi không cần biết, giờ lui ra ngay, nếu không đừng trách ta vô tình." Lăng Hàn lắc đầu nói: "Lúc trước bắt người trong Thiên Diệp vị diện cũng là ngươi phải không?" Ngươi giao người cho ta đi, ta bảo đảm chỉ đánh ngươi một trận." Diệt Việt lạnh lùng nói, không thèm để lời cảnh cáo của Lăng Hàn trong lòng. "Mơ tưởng viễn vông." Lang Hàn sông lên, "Vậy là ngươi tự muốn ăn đòn." Bùm, một đấm đánh bay Diệt Việt, hư không nứt ra sau lưng nàng, Diệt Việt rơi vào trong. Thất bộ đánh nhau có sức phá hoại rất lớn, nơi này chỉ là một vị diện thấp kém sao chịu nổi dày vò, sẽ bị đánh nát. Diệt Việt lộ vẻ kinh ngạc kêu lên, "A, ah, thực lực của ngươi tăng nhanh vậy." Lang Hàn vào tới, hai nắm đấm đánh mạnh, vậy hãy ngoan ngoãn giao người ra. Diệt tuyệt khinh thường nói, có mạnh mấy cũng chỉ là lục bộ, diệt tuyệt phất tay kéo theo vô thượng vĩ lực trấn áp lăng hàn. Bùm 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 bùm, hai người kịch chiến làm hư không hỗn loạn, diệt tuyệt là tuyệt thế hung nhân đời trước, năm đó khiến các thất bộ trí tôn liều hủy diệt nguyên thế giới quyết oanh sát nàng, đủ biết nàng đáng sợ cỡ nào. Nhưng diệt tuyệt hiện tại không như trước kia, nàng bị đánh nát thân thể, thần hồn xuất khiếu, hiện tại là ý thức mới sinh, khiến sức chiến đấu của nàng tuột dốc không phanh, không còn thực lực khủng bố nghiền áp tất cả thất bộ nữa. Diệt tuyệt vẫn rất mạnh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, va chạm với lăng hàn chỉ hơi bị yếu thế. Nhưng diệt tuyệt không chấp nhận kết quả này, tại sao lục bộ mạnh như thế? Nhưng diệt tuyệt cũng có ưu thế, khí lực của nàng không hỏng, hoàn toàn có thể liều mạng đánh với hắn. Mỗi tội diệt tuyệt không chịu như vậy, nàng từng mạnh biết bao, diệt tuyệt oán hận nói, sớm biết như vậy ta không nên để ngươi sống tới ngày nay. Lúc trước Diệt Tuyệt từng có cơ hội xuống tay với Lăng Hàn, vì lúc nàng là tuyệt hóa thì hắn hầu như không để phòng nàng. Lăng Hàn liên tục tấn công, nói nhảm nhiều quá, Diệt Tuyệt đã không chịu giao người vậy hắn đành đánh tới khi nàng phục thì thôi. Tại sao Diệt Tuyệt tìm mục tiêu giống y như hắn, nàng cũng có thể khiến đoàn sáng sinh ra cộng minh sao? Khoan, ý chí thế giới nói nó tu sửa thân thể Diệt Tuyệt, giao cho nàng linh hồn khác, khiến nàng đứng ở mặt đối lập với cuồng loạn sau này sẽ liên hợp với Lăng Hàn dùng lực lượng âm dương hợp thành lực lượng bản chất loại thứ 8 oanh sát cuồng loạn. Giờ là sao? Ý chí thế giới, đúng rồi, diệt tuyệt được ý chí thế giới sống lại, giao cho thần hồn mới vậy vấn đề là ý chí thế giới làm sao giao thần hồn mới. Bản chất của thần hồn này là gì? Ý chí thế giới nói nó tan biến, đã chết, nhưng có một cơ thể cường đại ngay trước mặt nó, tại sao nó không cướp lấy tự mình dùng? Bình thường linh hồn nhỏ yếu không thể vào thân thể cường giả, vì sẽ có lực bài xích rất mạnh nếu không vào được thì nói gì đến chiếm cứ thức hải, cướp đi thân thể. Nhưng ý chí thế giới, nếu nó đúng thật là ý chí thế giới, vậy thì đoạt xá thân thể một cường giả thất bộ không phải là điều không thể. Tại sao ý chí thế giới đời trước thả tan biến cũng không đoạt xá thân xác này? Trừ phi, nó sớm đã làm như vậy, mắt lang hàn rực sáng quá to, thì ra là ngươi, diệt tuyệt liên tục oanh kích, từng chiêu sắc bén, cái gì mà ngươi với không ngươi? Diệt tuyệt muốn đánh bay lang hàn rồi rời khỏi hư không cướp lấy mục tiêu. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, ở chỗ trung tâm nguyên thế giới đời trước chúng ta từng gặp mặt, dễ quên vậy. Mắt Diệt Tuyệt chợt bắn ra tia sáng lạnh kinh người, đánh ra đòn công kích bị lệch đi. Lăng Hàn dùng ngữ điệu khẳng định nói, quả nhiên là ngươi, lúc trước Lăng Hàn không chắc chắn, chỉ đoán đại, Diệt Tuyệt không ngờ tư duy của Lăng Hàn nhảy xa vậy nên bối rối lộ ra phản ứng chân thật. Diệt Tuyệt lạnh lùng nói, không biết ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Chương 3439, mê trong mê. Lăng Hàn lắc đầu nói, có chối cũng vô ích, đã nói đến mức này rồi ngươi nghĩ có thể giả ngu được sao? Trong đầu Lăng Hàn xẹt qua nhiều suy nghĩ, ý chí thế giới đạo diễn cái chết của mình, vậy thì những gì nó từng nói đều khiến Lăng Hàn không nghi ngờ, ai đi nghi ngờ người sắp chết. Ví dụ ý chí thế giới muốn Lăng Hàn và Diệt Việt hợp tác, khiến hắn tin tưởng chỉ có hợp sức với Diệt Việt mới tiêu diệt cuồng loạn được. Vậy thì Lăng Hàn sẽ tìm mọi cách lấy được niềm tin của Diệt Việt, thậm chí hy sinh một số ích lợi của mình. Nhưng ý chí thế giới không ngờ Lăng Hàn phát hiện trong người hắn có một đoàn sáng, chuyện này rất tình cờ. Nếu Lăng Hàn không gặp Ninh Hải Tâm, tò mò về nàng thì làm sao mở ra bí mật của chính hắn? Trong đó còn liên quan đến ngõ lý, có thể nói toàn sự việc là một chuỗi trùng hợp. Ý chí thế giới có tính kế giỏi đến đâu cũng không tính đến chuyện này được. Suy luận tiếp thì thế giới chi hạch gì đó chắc cũng là giả, nếu không cuồng loạn chẳng đến mức hoàn toàn không biết gì. Vậy là năm người xung viêm cũng bị mắc mưu, kỳ lạ ý chí thế giới tốn bao công sức lừa người vì muốn mưu đồ cái gì. Diệt Việt không trả lời, thế công càng mãnh liệt hơn. Lúc này dù nói cái gì cũng chỉ càng bôi càng đen, chẳng bằng không nói. Lang Hàn vừa đấm vừa nói, vậy để ta phân tích xem, hiện tại trên đời chỉ có mình cuồng loạn là uy hiếp đến hắn, dù là chân thân diệt tuyệt đời trước cũng không cách nào áp chế hắn. Tính theo tuyến thời gian thì người vận chuyển hạt giống sinh mệnh cho năm người sung viêm trước, tiết lộ chút bí mật cho bọn họ, khiến họ biết thế giới chi hạch tồn tại theo tin tức ngươi tiết lộ chắc có thể cho họ vào bát bộ nếu không đám sung viêm đã chẳng điên cuồng đến vậy nhưng ta dù cuồng loạn nói chuyện thì nó không hề biết về thế giới chi hạch tuy là kẻ địch nhưng bây giờ ta càng tin lời cuồng loạn hơn nên chắc chắn ngươi lừa người vấn đề là tại sao ngươi lừa năm người sung viêm làm vậy có lợi gì cho ngươi lăng hàn tạm dừng hắn nhìn diệt việt cười hỏi ngươi có đồng ý giải đáp thắc mắc cho ta không diệt việt nói ngươi rất thông minh càng to gan hơn Ta vốn nghĩ bí mật này đến lúc năm người xung viêm chết mới bị vén lên, không ngờ ngươi to gan đi hỏi cuồng loạn. Nếu sớm biết như thế đã không cố ý tiết lộ cho ngươi. Mặc dù diệt tuyệt có vẻ ngoài mỹ nữ tuyệt trần nhưng bây giờ tóc đen bay rối, sợi tóc chất chứa lực lượng trường đao, bão năng lượng sinh ra, một sợi tóc có thể giết lục bộ, cực kỳ mạnh. Diệt tuyệt quát, diệt, hai tay ngọc đẩy tới trước đánh ra kình lực hóa thành ngọn núi đẻ lăng hàn. Lăng hàn tung nắm đấm, bùm, ngọn núi tan vỡ, nhưng Lăng Hàn cũng trượt ra sau, làm hắn hơi kinh ngạc. Một kích kia diệt tuyệt vận chuyển bí pháp khiến kinh lực tản mát ngưng tụ lại, uy lực tăng lên gấp vô số lần. May mắn quanh người Lăng Hàn đầy lớp năng lượng, chỉ bị vỡ 14 tầng, so với cuồng loạn cách biệt rõ rệt. Lăng Hàn tiếp tục bảo, "Ngươi đã sớm đoạt xá thân thể này, rồi lại cố ý trừ một đoạn ý thức ở trung tâm nguyên thế giới đời trước là có mưu đồ gì? Cố ý nói mấy câu với ta, hay ngươi muốn lợi dụng lực lượng chỗ đó làm gì ta?" Lực lượng chỗ đó rất quỷ dị, không nhìn phòng ngự của Lăng Hàn, có lẽ chỉ nguyên thế giới mới làm được. Đây cũng là lý do Diệt Tuyệt chừa một luồng ý thức tại đó. Lăng Hàn nhìn Diệt Tuyệt, giờ ta nghĩ lại thì chắc người muốn làm gì với ta, mục tiêu là đoàn sáng trong thức hải của ta, đúng không? Diệt Tuyệt liên tục công kích mấy chiêu, lạnh lùng nói. Đúng vậy, người đoán rất giỏi. Lăng Hàn lắc đầu nói, không phải ta đoán giỏi mà là người tự lộ ra ngoài. Nếu Diệt Tuyệt không bắt cóc người Lang Hàn muốn tìm thì hắn sẽ không liên tưởng ra, vì chuyện hoàn toàn không liên quan, hắn làm sao ngờ được. Một mặt vì Lang Hàn đã gỡ bỏ bí mật dấu ấn sinh mệnh trong cơ thể mình. Lang Hàn hỏi, ngươi làm nhiều như vậy mục đích là để mình vào bát bộ đúng không? Diệt Tuyệt không đáp, chỉ cười nhạt hì hục tấn công. Lang Hàn hỏi, ngươi lừa ta muốn ta hợp tác với ngươi, có phải vì xem ta là đồ ngốc dễ lợi dụng? Lang Hàn cau mày, khi ấy Diệt Tuyệt dòm ngó bí ẩn đoàn sáng trong thức hải của hắn có khi nào để lại hậu chiêu gì không hậu chiêu này có lẽ sẽ làm hắn đột nhiên mất sức chiến đấu hoặc khống chế hắn lang hàn lắc đầu phủ định lực lượng vị diện trong cơ thể hắn sôi trào vượt qua bất cứ loại lực lượng bản chất nào hoàn toàn không phát hiện có gì khác lạ nếu nói diệt tuyệt hiện có thực lực ngang ngửa hắn mà có thể bày ra thủ đoạn gì trong người hắn vừa không để hắn nhận ra thì là chuyện không thể diệt tuyệt thét dài hừ ngươi đã đoán ra thân phận của ta thì không giữ ngươi lại được mái tóc đen bay rối hóa thành từng mũi tên bắn hướng lăng hàn. Bùm 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 bùm, các sợi tóc đánh vào người lăng hàn làm lớp phòng ngự bạo động, ánh sáng nhấp nháy liên hồi, từng lớp phòng ngự bị đánh nát. Nhưng lăng hàn chỉ động ý niệm là lớp phòng ngự mới sẽ sinh ra ngay. Miễn lực lượng tấn công không đến trình độ nghiền áp lăng hàn thì không cách nào phá giải phòng ngự của hắn. Lăng hàn lắc đầu nói, ta không đoán ra thân phận của ngươi, chỉ vén lớp ngụy trang thứ nhất. Mắt lăng hàn sáng rực nhìn diệt tuyệt chằm chằm, rốt cuộc ngươi là ai? Đừng nói là ý chí thế giới gì đó, quỷ mới tin. Đối phương cố ý giả bộ quê quá hóa giận vì giấu giếm, không để Lăng Hàn suy nghĩ sâu hơn nữa. Diệt tuyệt cười nhạt, rõ ràng đang ác chiến nhưng nàng vẫn đẹp khó tả, rất là mát mắt. Diệt tuyệt không đáp lời, chỉ lo tấn công dồn dập. Diệt tuyệt tự tin Lăng Hàn vĩnh viễn không thể nào đoán ra thân phận của nàng, nhưng đối thoại với hắn không có lợi gì cho nàng, vì vậy không cần trả lời. Lăng Hàn thét dài, nếu không nói thì ta đánh nát ngươi, cho ngươi ói ra bí mật. Lăng Hàn vung nộ quyền, vận chuyển toàn bộ ký hiệu ngũ lưu, lực lượng tăng vọt 4.000 lần, rất khủng bố. Mạnh như diệt tuyệt cũng chỉ có thể ngăn cản, đỡ một đấm là nàng sẽ bị đánh bay, hoàn toàn không sánh bằng. Hiện thời chỉ có cuồng loạn đấu sức với Lăng Hàn được. Lăng Hàn đuổi theo tung nắm đấm vào mặt diệt tuyệt, mặc kệ ngươi là mỹ nữ tuyệt thế gì, hễ là kẻ thù thì không phân biệt giới tính. Bum bum bùm bum bum, bum. Lăng Hàn liên tục phung nắm đấm, hắn muốn chân áp đối phương ép hỏi bí mật. Diệt tuyệt lạnh lùng nói, mơ giữa ban ngày,